chương 11 Tiểu tổ tông tam sư huynh Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Hiện tại vốn chính là ban đêm, trong phòng tia sáng lại quá mờ. Vì vậy, ta cùng với tam sư huynh cầm chữa thương dược cùng vải chuyển đến hiệu thuốc ngoại, cũng không có đi phòng của hắn, chỗ đó cách sư phụ cùng đại sư huynh gian phòng tiếng, dễ bị nghe thấy, cũng không thể đốt đèn. Chỉ là đáng tiếc ta áo khoác phóng trên mặt đất cho hắn đương đệm. Ô ô, ngày mai lại muốn giặt quần áo ta đáng thương tay ngày mai phải tìm sư phụ phao tắm thuốc ta rưng rưng kiểm tra tam sư huynh thương thế cừ thật một phen đoạn tên phía sau lưng phía dưới liếc mắt còn mang sâu máu tươi sớm đã nhiễm thấu áo khoác này huyết quang rơi may mắn ta trong ngày thường thích nhìn nước mỹ phim kinh dị luyện liền một đôi thấy cái gì đẫm máu cảnh cũng có thể bình tĩnh tự nhiên kim cương bất hoại chi mắt bằng không này trận thế còn không đem ta sợ ngẩn cả người ta nghiên cứu hữu nghiên cứu, ta nên từ nơi nào hạ thủ đâu. ấn trong phim truyền hình nói, hẳn là trước rút kiếm, sau đó phốc xem vẻ mặt đều là máu, suy nghĩ một chút liền cảm thấy kích thích a. À. sư muội ngươi thế nào còn chưa động thủ? tam sư huynh thấy ta vẫn không động thủ thúc giục. Khi gì? tam sư huynh, sư phụ còn chưa có giáo ta y thuật đâu, làm sao làm a? À? tam sư huynh thân thể vi không thể ra rung động một cái trầm mặt một hồi đạo. Ngươi trước xem ta máu là hồng còn là hồng hắc. Này ta còn là hiểu, đỏ tươi là không có độc, hắc hồng chính là nhiễm độc. Bất quá như thế điểm tia sáng, ta cũng kháng bất chân thiết nhân tiện nói. Hẳn là hồng, nếu như mang độc lời ta nghĩ tam sư huynh cũng không quá khả năng có mệnh trở lại trong núi. Sư muội nói là. Vậy ta trước che lại đạo, ngươi ở phía trên tác một chút thuốc cầm máu, dùng bố mơ hồ ở đoạn tên, miễn cho khắp nơi là máu còn muốn thanh lý. Ta đáp một tiếng, nhìn hắn, su su su, cho mình điểm mấy cái, sau đó đưa cho ta một lọ dược. Trong truyền thuyết điểm A, không hiểu được ở đây có cái gì không hoa hướng dương điểm tay gì. Ta nhẹ nhàng nhíu nhíu vết thương của hắn xung quanh y phục, tự hồ bởi vì thời gian có chút dài quá, có địa phương đã cùng làn da dính khởi tới. Ta trước thay ngươi đem vết thương xung quanh y phục tiễn, ngươi kiên nhẫn một chút nói xong ta liền lấy khởi kéo bắt đầu tiễn y phục của hắn bắt đầu vẫn chỉ là nghe thấy hắn đảo hút khí lạnh thanh âm phía sau linh linh sao truyền đến ẩn nhẫn thanh nghe tỉ tay rung vài hạ xin nhờ có thể hay không biệt ngâm như thế mê người rút cuộc chịu đựng qua cho hắn tiễn y phục bắt đầu cho hắn rút kiếm nhìn lúc còn không có cảm giác gì thật muốn cho hắn nhổ còn thật là có chút với tâm không đành lòng ta bên này còn đang do dự thế nào hạ thủ tam sư huynh bên kia liền dục thượng. Ngươi một nữ nhân thế nào cọ sát còn không mau nhổ. Chẳng lẽ ngươi sợ hãi không được. Ta đi. Nhổ liền nhổ. Dù sao đau chính là ngươi không phải ta. Ta nhất quyết bá liền nhổ xuống, tay kia vội vàng ngăn chặn vết thương, hoàn hảo phun ra máu không nhiều. Ngươi này tử nữ nhân. Như thế dùng sức ấn làm chi? Đau tử ta. Ô ô. Tam sư huynh đau câm giọng nói hô, lại vẫn mang theo thanh âm nghẹn ngào. Ta vừa nhìn thật đúng là đau khóc, ở đây quan còn lượng một chút, ta có thể nhìn thấy hắn trong đôi mắt thật to ba quan trong vắt, này tội nghiệp bộ dáng đem ta mẫu hệ tình tiết đô câu đi ra. Vội vàng mềm giọng hống hắn. Ngoan ngoãn không khóc ngươi lại khóc cần phải bị đại sư huynh phát hiện Nga ngoan ngoãn không khóc Nga, nói lấy ra đại sư huynh cho ta lau mồ hôi khăn tay mềm nhẹ cho hắn lau nước mắt. Ngươi! ô ô, vậy ngươi còn không mau cho ta cầm máu. Nói xong còn hút hút mũi, này tam sư huynh dự đoán tuổi không lớn lắm, vừa rồi còn cùng cái đại nhân tựa được, hiện tại đứa nhỏ bản tính đô đi ra. Hảo hảo hảo, ta này liền cho ngươi cầm máu. May mắn nơi này cách hỏa phòng không xa, ta nhượng hắn lời đầu tiên mình ấn vết thương, ta rất nhanh trừ hỏa phòng đánh chậu thủy qua đây. Nước này có chút lạnh, ngươi nhẫn một chút tam sư huynh dùng âm mũi tân một tiếng thanh âm này thực sự là đáng yêu thật muốn nhìn một chút hắn rốt cuộc trường bộ dáng gì nữa a à. ta lắc lắc đầu tỉnh tỉnh thần còn là tập trung tinh thần trước cho hắn xử lý vết thương đi ta đem bố phao ước bắt đầu cho hắn thanh lý vết thương xung quanh máu ta nhẹ nhàng xoa hắn bên kia thường thường truyền đến từ a a thanh từ ngươi nhẹ chút a a ngươi thế nào như thế thô lỗ a lại nhẹ chút đau quá a à, đau tử ô ô hắn mỗi kêu một tiếng tay ta liền run một chút ta cũng vậy cái có bình thường phản ứng sinh lý nữ nhân a à, kia có nam nhân gọi như thế mê người tam sư huynh chúng ta thương lượng một chút ngươi không muốn gọi như thế mê người có được hay không ta cũng vậy cái nữ nhân a à. tam sư huynh nghe ta vừa nói như thế lập tức cãi lại đạo lưu manh sau đó chặt cắn chặt hàm răng không lên tiếng hắn đã lần thứ hai gọi ta lưu manh. Ta thế nào ta cảm giác giống như một người nam nhân, mà hắn là cái nữ nhân đâu. Ta thở dài, tiếp tục cho hắn xử lý vết thương, lần này quả nhiên im tiếng, thế nhưng hắn vẫn là không có những bao lâu, nhỏ vụn thanh lại truyền tới, gọi ta toàn thân đô tô. Đỡ ở hắn ngang hông tay không tự chủ nắm thật chặt. Hắn cảm nhận được ta động tác, lại hô câu. Lưu manh. Xoay người lại muốn đánh ta. Hiển nhiên hắn bởi vì vết thương đau nguyên nhân không có vài phần khí lực, bị ta thoáng cái cản trở lại. Cừ thật còn muốn đánh ta. Này có thể trách ta sao? Ngươi một đại nam nhân như thế sợ đau, còn không dứt. Ta là một các phương diện cảm quan hệ thống đô bình thường sắc nữ, ngươi còn muốn muốn ta thế nào? Đừng tưởng rằng tỷ tỷ ta nhượng ngươi, chính là ta không còn cách nào khác. Ngươi không muốn làm mò lại náo ta để đại sư huynh tới cho ngươi nhặt xác không biết là không phải ta hiện tại quá vạm vỡ tam sư huynh thực sự ngoan ngoãn bất động nhưng là vì phòng ngừa hắn tiếp tục gọi nhượng ta tâm thần không yên ta quyết định giải đai lưng tam sư huynh nhìn ta động tác phát ra âm rung đạo ngươi ngươi giải đai lưng làm gì ngươi đùa dẫn lưu manh a à? đương nhiên lời này là ta lừa hắn ta cởi xuống đai lưng, đoàn đoàn, nhét vào hắn bởi vì giật mình dương trong miệng, nói tiếp. Ngươi nếu như nhổ ra, ta liền lấy bít tất tắt ngươi trong miệng. Này là vì đề phòng ngươi lại gọi, lại nói ngươi gọi hơn, đại sư huynh như vậy nhạy bén người sẽ bị ngươi tiếng kêu hấp dẫn qua đây. Tam sư huynh cặp kia đôi mắt to sáng ngời nhìn ta một lúc lâu, tự hồ là thỏa hiệp, quay đầu không hề nhìn ta. Ta thở vào nhẹ nhõm, tiếp tục cho hắn xử lý vết thương. Xem ra hắn là thật rất đau, miệng ngăn chặn còn muốn phát ra ô ô thanh âm, phía sau lưng rung lên một cái lại không dám lộn xộn. Điều này thực nhượng ta có loại. khoái cảm. Trước cuộc vết thương thanh lý hoàn tất, tiêu mất độc thượng dược, chỉ cần lại cuốn lên băng vải thì tốt rồi. Ta hiện tại muốn đem quần áo ngươi vén lên đến, cho ngươi cuốn băng vải. Hắc hắc, sắc nữ phúc lợi rốt cuộc đã tới, tốt xấu có thể chính đại quang minh nhìn nhìn ở trần, trái tim của ta lập tức bắt đầu nhiệt huyết sôi trào. Tam sư huynh nghe xong, lập tức đem trong miệng đai lưng kéo ra ngoài. Ngươi xoay người sang chỗ khác. Ta tự mình tới liền hảo. Vừa nghe hắn nói như vậy, trái tim của ta lại lạnh, một đại nam nhân như thế bảo thủ làm chi. Nhìn một cái, kiểm tra cũng sẽ không thiếu một miếng thịt. Ngươi nói ta đại buổi tối không ngủ được cho ngươi xử lý vết thương, liên một điểm phúc lợi cũng không cấp. Keo kịp. Mặc dù rất không tình nguyện thế nhưng ta còn bối quá thân đi, phía sau rất yên tĩnh, chỉ có thể nghe thấy thưa thất sơ sơ vải vóc thanh âm. Đột nhiên, nghe thấy tam sư huynh ta, à, sau này, sau là một lúc lâu trầm mặt, ta có một chút nóng lòng, nên không phải là đau ngất đi đi. Có muốn hay không quay đầu lại nhìn nhìn. Còn là ngươi giúp ta đến đây đi. Tam sư huynh tự hồ là hạ rất lớn quyết định, mới ở sau lưng ta yếu yếu nói như thế. Hắc hắc nói sớm bất thì tốt rồi. Tỉnh chính mình đem mình lộng đau đâu. Ta đang muốn xoay người sang chỗ khác, lại nghe hắn nói. Ngươi chỉ có thể nhìn ta phía sau lưng, không thể nhìn địa phương khác. Chuyện này cũng không cho cùng bất luận kẻ nào nói. Mau bệnh thật nhiều. Dù sao mắt trường trên mặt ta ta thích xem kia nhìn kia. Trong lòng ta mặc dù muốn như vậy, thế nhưng bên ngoài thượng còn là một ngụm đáp ứng. Ta quay đầu, cởi áo của hắn, lộ ra phía sau lưng ở ánh trăng chiếu xuống phát ra doanh bạch quang mang kiểm tra tiểu tử này hy bì thịt non thật là một hảo túi da ngươi sờ làm sao lưu manh cảm nhận được ta hạnh kiểm xấu tay vị này tổ tông lại không vui ta chỉ là nhìn nhìn ngươi địa phương khác bị thương không có hắc hắc nói xong ánh mắt ta quy quy cũ cũ chuyển đến vết thương của hắn đi lên ta lặt cái đi này tiểu bại gia tử nhi Ta vừa cho hắn xử lý quá vết thương, lại bị chính hắn lăn qua lăn lại chảy máu, máu vẫn chảy vào hắn trong quần. Ngươi này tiểu bại gia tử nhi, lại cấp lộng phá, này muốn lãng phí sư phụ bao nhiêu dược a? À, ngươi có biết hay không? Ngươi lãng phí bao nhiêu ta liền muốn cho nó lão nhân gia thải bao nhiêu dược a? À, ngày mai còn nhiều hơn rửa cho ngươi cái quần. Đại sư huynh cùng này tiểu bại gia tử nhi nhất định là ta kiếp trước thiếu bọn họ, kiếp này tìm ta muốn nợ, tổng cho ta tìm việc làm ta hái thuốc, chính ta rửa được hay không? ngươi không muốn dông dài, vội vàng cho ta xử lý vết thương, lạnh quá a, à, nghe tiểu tử này có chút làm nũng ý vị thanh âm, ta hơi chút dễ chịu một chút, bổ nhiệm bắt đầu cho hắn xử lý vết thương, ta trước đem hắn chảy ra máu lau sạch sẽ, cầm bố tay một đường trượt xuống, ngươi sợ ta mông làm chi? tiểu tổ tông, ngươi huyết lưu đến trong quần, ta chỉ là thuận thế lau xuống mà thôi. Ai sờ ngươi mông? Ngươi chính là sờ ta mông. Lưu manh. Với là chúng ta này một ầm ỉ một náo hạ cũng cuối cùng đem vết thương gói kỹ, ta cũng đem trị liệu dùng đến gì đó về chỗ cũ. Vết thương đã băng bó kỹ, ta phải về đi ngủ. Chân ngươi cũng không chiếc chính mình trở về phòng đi. Hơn nửa đêm đông chết ta, sáng sớm ngày mai còn muốn trời giường nhóm lửa, sớm biết sẽ không hơn nửa đêm đến một chuyến này. Ta vẫn chưa đi mấy bước, phía sau truyền đến tam sư huynh thanh âm chờ một chút ta nghe tiếng quay đầu lại vẻ mặt bất đắc dĩ thì thế nào tiểu tổ tông tam sư huynh như trước ngồi ở chỗ kia không nhúc nhích rất lâu mới nghe hắn vân dạ nói ta tê chân trạm không đứng dậy hơn nửa quần áo ngươi từ bỏ sao khi tội nghiệp thanh âm thật là làm cho ta với tâm không đành lòng a à. thế là ta nhận mệnh đi trở về đi dìu hắn khởi đến còn chưa có đứng lên đâu liền nghe hắn lầm bầm chân ma tử ta phiên cái bạch nhãn điểm này đau đô nhịn không được hắn là thế nào đỉnh trúng tên trở về chỉ cần ngươi không nói ta lưu manh ta giúp ngươi xoa xoa thế nào tam sư huynh trầm ngâm một tiếng nói không cần ta chậm rãi thì tốt rồi vậy ngươi chậm rãi chậm ta đi trước này ban đêm càng ngày càng lạnh ta cũng không muốn đông lạnh bị bệnh nói xong ta nhặt lên y phục của mình muốn đi người vừa mới vừa cất bước phát hiện hắn ở phía sau kéo y phục của ta ngươi cổng ta trở lại có được không ta hình như bởi vì muốn gấp trở về mất quá nhiều nguyên khí chân mềm đi không đặn ta đi vị này tam sư huynh thật nói cho ra miệng nhận ta một nữ nhân đeo hắn nam nhân này mặc dù ta ở nữ nhân trung cũng coi như cái cao nhân chiều cao có một 75 mễ, thế nhưng tiểu tử này rõ ràng muốn cao hơn ta một ít sao. Hơn nữa hắn còn là một người nam nhân, hắn đây là đâu con mắt nhìn ra được ta có thể bối hắn. người trước buông ta ra y phục, ta vốn có liền còn lại một áo sơ mi, ngươi lại kéo ta liền. Ta thở dài, nghiêm mặt nói. Tam sư huynh, ngươi xem a, à, ta rõ ràng không có ngươi cao, hơn nữa ta tế cánh tay tế chân, Ngươi cảm thấy ta có thể bối được động ngươi sao? Ta rất nhẹ. Nếu không ta thế nào trở lại sao? Tam sư huynh bất mãn lầm bầm. Ta mắt trợn trắng, này tổ tông thật có thể lăn qua lăn lại người, nhưng ta bình thường đối loại này tiểu nam nhân không có gì sức chống cự, đành phải nói. Vậy ngươi nằm bò ở ta trên lưng, ta kéo ngươi đi đi. Sớm nói. Ta không cẩn thận sờ tới chỗ nào cũng không là đùa giỡn lưu manh a. À. Biết. Tiểu tử này rõ ràng thanh âm vui mừng, thành thành thật thật nằm bò đến ta trên lưng, hai tay quyển ở cổ của ta. May mắn ta tu quá phòng của hắn đỉnh biết phòng của hắn cách nơi này cũng không phải là rất xa, nhìn một chút liền quá khứ. Cũng may tiểu tử này thật đúng là nhẹ, mặc dù vóc dáng cao, thế nhưng sờ không có mấy lượng thịt, trái lại ta phía sau lưng đau. Ta sử dụng sức cũng miễn cưỡng đem hắn tổng lên tới. Ta dám khẳng định ít nhiều đại sư huynh ngày này hành hạ ta lực lượng tăng không ít. Thế là, đầy trời đầy sao hạ, ta bối này tiểu tổ tông tập tỉnh đi, cũng may ta này nhìn ban đêm mắt cũng không tệ lắm, không có bị cái nào chướng ngại vật chặn đến. Ta trên lưng một trận nóng, cảm giác phía sau lưng thượng tiểu tử ở từ từ ấm lên. Ngươi phát sốt sao? Thế nào nóng như vậy? Phía sau lưng thượng tiểu tử ấp ấp úng úng đạo. Không ta ở vận công khôi phục thể lực Nga. trầm mặt một hồi sư muội hôm nay sao thật nhiều tiểu tử này đây là tìm chuyện để nói a à, ta đeo hắn đã đủ mệt mỏi còn muốn phụ trách cùng hắn lĩnh ta tức giận trả lời lời vô ích hôm nay khí trời tốt như vậy buổi tối sao đương nhiên hơn nếu không phải là hôm nay khí trời tốt như vậy ta cũng dùng không phơi một ngày dược đại buổi tối trả lại cho ngươi làm cu ly ta đây là cái gì mệnh a à? làm chi như vậy hung a à? tam sư huynh lại bắt đầu ủy khuất ta thật muốn đỡ ngạch một vượng, đáng tiếc ta hiện tại không có giàu có tay Trước cuộc ta đem hắn bối trở về phòng hắn nằm bò ở trên giường ta cho hắn nắp kính chăn. đại công cáo thành lui lại ngày mai đừng quên cho ta đổi dược đến tiểu tổ tông ở phía sau dặn ta vô lực hừ hừ hạ xem như là đáp lại hắn. Ta đang muốn mở cửa ra, mới nghe được hắn dùng cực kỳ thanh âm yếu ớt nói với ta: cảm ơn. Này may mắn là không người ban đêm, nếu không ta còn thật nghe không được. Tiểu tử này cuối cùng cũng nói câu tiếng người, ta nhẹ nhàng hồi thanh, chút ngủ ngon, đóng cửa rời đi. Vốn tưởng rằng có thể an tâm hồi đi ngủ, không ngờ nửa đường thượng lại gặp được suy chuyện, vừa lúc bắt kịp đại sư huynh đề đèn lồng ra. Đại sư huynh hỏi ta hơn nửa đêm đi đâu. Ta hồi câu đi tiểu đi, vội vàng đem về phòng. May mắn ta vừa sửa sang lại quần áo, đại sư huynh hẳn là nhìn không ra cái gì đi. Chương 12 Nguyên lai like là manh qua. Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio.com Ngày hôm sau, thần. Ta cùng với đại sư huynh như củ thổi lửa nấu cơm, chỉ là ngày hôm qua lăn qua lăn lại nửa đêm hiện tại ta thật sự là không có gì tinh thần, chỉ phải ngáp mấy ngày liền, làm đại sư huynh liên tiếp nhìn ta. Đột nhiên, đại sư huynh đạo. Đêm qua ngươi tam sư huynh đã trở về. Ta vừa nghe về tam sư huynh, chuyện dở lập tức liền cả kinh đã không có. Đại sư huynh nói với ta này làm gì? Chẳng lẽ hắn đêm qua phát hiện cái gì? Âm thầm quan sát đại sư huynh sắc mặt như thường. Ta thầm nghĩ, đoán chừng là thăm dò ta đi tử cũng không thể thừa nhận. Ta giống như kinh dị nhìn về phía đại sư huynh. Nga! Tam sư huynh đã trở về. Thế nào nửa đêm trở về đâu? Đại sư huynh hết thang lại thở. Đứa nhỏ này tùy hứng được ngay, nói là nghĩ sư phụ đi suốt đêm trở về. Ta vừa đi nhìn hắn mệt hư thoát ở trên giường, ngươi ăn quá sớm sau khi ăn xong cho hắn đưa qua một chút, vừa lúc cùng hắn bái kiến hạ. Ta nghe vội vã ứng hảo, nhìn đại sư huynh cái dạng này hình như không có phát hiện chúng ta có cái gì không ổn a à, là tam sư huynh nói dối nói rất hay còn là đại sư huynh khó có được hồ đồ đâu nói chung đối mặt đại sư huynh như thế khôn khéo người trong lòng ta còn là bất an cơm sáng đơn giản ăn mấy miếng liền đi cấp tam sư huynh đưa cơm quen thuộc tìm được phòng của hắn vỗ vỗ môn tiếng âm thanh trong trẻo hôm nay nghe trái lại dễ nghe ta đẩy cửa đi vào Đi vào phòng trong, tam sư huynh còn nằm bò ở trên giường đâu. Nghe thấy ta bước đi thanh âm, ngẩng đầu hướng ta xem. Trong nháy mắt, ta liền khiếp sợ. Qua nhi này. Qua nhi này trường nhưng manh. Nói như thế nào đây? Tập hợp ta từng thích các loại manh điểm. Hắc bạch phân minh mắt to lúc này con mắt nước mắt lưng trồng nhìn ta, mắt phải trước mắt giác còn có ta phi thường cháo lệ trí, này lệ trí lớn lên vị trí cũng thập phần đáng yêu, cách mắt có chút cách lại đang hai má trên. Cầm gầy gò, thế nhưng trên gương mặt có chút trẻ sơ sinh phì, mà no đủ môi, hoa nhi này là thế nào lớn lên. Trừ cái kia cao thẳng thẳng tắp mũi đàn ông một điểm, cả người thoạt nhìn giống cái nữ bản búp bê ba bi. Ta lập tức cảm thán thiên lý bất công. Ngươi là sư muội sao? Ta gật đầu. Sư muội, ta mau đau tử, ta thương hại. Sư muội, buổi sáng đại sư huynh tới hỏi ta ta sợ hắn phát hiện miễn cưỡng chống đỡ khởi đến đem vết thương xé rách ta phẫn nộ ngươi mau cho ta đổi dược ta giận dữ ta đem cơm phóng tới trên bàn đi qua xốc lên hắn chăng vừa nhìn quả nhiên lại xuyên qua đến một tảng lớn máu hơn nữa nhiễm trên chăn đều là ngươi này tiểu bại gia tử ngươi xem một chút trên y phục này trên chăn đều là vết máu ta lại muốn rửa cho ngươi lại muốn dùng một sấp giày dược cho ngươi trị thương, ngươi thì không thể tê liệt ở trên giường biệt khởi đến sao. huống hồ ta kia xà phòng sức sản xuất đế, lại muốn lãng phí. Đấm ngực dậm chân lại là trống rỗng cho ta thêm một sấp giày sống kiền. Sư muội, ngươi đô không quan tâm ta sao? Ta chảy nhiều như vậy máu. Vi huynh thật đau lòng. Vi huynh tự mình rửa còn không được sao? Nằm bò ở trên giường tam sư huynh hai mắt đẫm lệ nhìn ta, mắt to vụt sáng vụt sáng trong giọng nói tràn đầy ủy khuất hoặc nhìn như vậy người lại vẫn tự xưng vi huynh thật thật nếu như người giận sôi chẳng lẽ không có người nói cho ngươi biết bán manh đáng xấu hổ sao tỷ xem thường nhất bán manh người bởi vì tỷ chịu không nổi nhất bán manh người trả lại ngươi rửa ngươi cái dạng này ta nếu như tin ta chính là đầu heo tứ tam sư huynh ta sai rồi ngươi coi ta như vô tình ta lãnh khốc. Ta cố tình gây sự đi. Đến đến đến. Ngài đang ăn cơm, ta cho ngài bôi thuốc. Ngài này trong phòng có dược sao? Không có ta hiện tại liền đi thủ. Ta vội vàng chân chó đem cơm bưng đến trước mặt hắn, cho hắn thuận thuận y phục. Đây là sắc nữ bi ai a. Còn thêm cái đương làm chi? Vốn chính là ngươi vô tình. Ngươi lãnh khốc. Ngươi cố tình gây sự tam sư huynh quệt mồm nói lẽ thẳng khí hùng ai tiểu tử này cấp điểm ánh nắng liền sáng lạng học còn rất nhanh lại quyệt miệng liền cường hài hòa bạo ngươi ngài nói đối là ta vô tình ta lãnh khóc ta cố tình gây sự xin hỏi tam sư huynh đại nhân dược ở chỗ nào ta nếu như bất mau nhanh cho ngươi bôi thuốc đại sư huynh liền muốn tìm qua đây sư muội ta còn muốn đi phơi dược đâu. Ta nại tính, vẻ mặt tươi cười hống này tiểu tổ tông. Coi như ngươi thức thời. Dược ở bên kia trong tủ, chậu rửa mặt lý có nước, không cần đi đánh. Nói xong mỉm cười, ung tùng ngón tay ngọc một chỉ. Ta cái thiên gia gia A, tiểu tử này vẫn còn có lúng đồng tiền. Các loại manh điểm đô chiếm toàn. Này nếu như lại đến cái tiểu răng nanh thiên hạ vô địch. Nếu là hắn nhiều mỉm cười mấy lần, chẳng phải là muốn phế đi ta 20 năm sắc nữ đạo hạnh. Ta này cũng không dám nhìn hắn, vội vàng xoay người lại đi lấy dược. Ngươi y phục này, như thế vừa nhìn có chút quen mắt, hình như là những năm trước đây quần áo của ta a. À. Ta chính đảo ngăn kéo, liền nghe thấy kia tiểu tổ tông ở phía sau nói. Chính là sư huynh ngươi, trong núi không có nữ tử y phục, sư phụ liền đem ngươi cho ta xuyên đại sư huynh nói mấy ngày nữa xuống núi liền cho ta mua sắm muốn nói ngươi này nữ nhân ngươi một bộ vai không thể kháng tay không thể đề bộ dáng mặc vào đến quần áo của ta trái lại mang vừa người bất quá vẫn là không có ta xuyên lên bộ dáng coi được ta không cần quay đầu lại nhìn cũng biết này tên tiểu quỷ hiện tại một bộ đắc ý giàu dạc bộ dáng hóa ra không phải sư phụ sư huynh bọn họ biến thái mà là này tam sư huynh chính mình có biến trang phích xuyên cái nữ nhân váy coi được còn giàu dạc đắc ý bất quá ta thật đúng là muốn nhìn hắn xuyên nữ trang loại này manh chính thái mặt vào hiệu quả tuyệt đối thật tốt Khi đẳng sư huynh thương được rồi mặc cho sư muội nhìn nhìn nga đầu óc ngươi không có vấn đề đi nhỏ như vậy y phục ta còn thế nào xuyên a à, lại nói ngươi đô xuyên qua ta mới không xuyên đâu ta đảo này tên tiểu quỷ đầu thực sự là tức chết người trong lòng ta mặc niệm ta là thật sắc nữ ta không tức giận. Háo sát nữ bất sinh Mỹ Nam ký. Ta không nói một lời cầm đông tây ngồi trở lại đi cho hắn bôi thuốc, vừa mới đụng tới hắn lại bắt đầu. Ta quẩn. Ta mềm giọng nói nhỏ nói. Tam sư huynh A, à, ngươi chuyên tâm ăn cơm có được không A, à, ngươi xem ngươi xuất sơn lâu như vậy, đã lâu không ăn đại sư huynh làm cơm đi. Tưởng niệm này vị đạo đi. Ngươi chuyên tâm phẩm thái, không muốn nghĩ ta ở cho ngươi bôi thuốc, không muốn nghĩ đâu ngươi nói chúng ta hiện tại cô nam quả nữ cùng ở một phòng ngươi vừa gọi bị người khác nghe thấy được nhiều hiểu lầm a à, ngoan ngoãn ăn a à. hắn nghe ta nói hết thật đúng là thành thật chuyên tâm ăn cơm ta lần này rốt cuộc có thể tĩnh tâm bôi thuốc chỉ là ta thỉnh thoảng có thể nghe thấy hắn nhỏ giọng lầm bầm lúc này mới mấy ngày đại sư huynh kỹ thuật sắc rau liền lui bước thiết đây là cái gì a à? sau đó ta ký lực trên tay thật là không cẩn thận nặng nặng ta vừa mới cho hắn băng bó kỹ đang muốn cho hắn đắp lên y phục liền nghe thấy hắn sốt ruột nói đại sư huynh tới nhanh lên một chút đem dược thu lại mặc dù ta không có cảm giác đến đại sư huynh muốn tới bộ dáng thế nhưng nghe nói người luyện võ nhĩ lực thật tốt cho nên ta vội vàng đem muốn thả hồi chỗ cũ đem chậu nước nhét vào dưới gầm giường đại sư huynh khi vào cửa vừa lúc thấy ta luống ca luống cuốn đem chăn cấp tam sư huynh đắp lên ta cùng với tam sư huynh nhất tề kêu lên đại sư huynh thanh âm đô bởi vì khẩn trương có chút hơi phát rung thấp dầu ta trái tim nhỏ a lại đến như thế mấy lần tuyệt đối tốt bệnh tim đại sư huynh ánh mắt hồ nghi ở ta cùng với tam sư huynh giữa tự do ta đầu óc vừa chuyển thuận miệng liền tác một hoảng đại sư huynh tam sư huynh nói thân thể hắn đau nhất đang muốn nhượng ta cho hắn đấm đấm nhéo nhéo, thư tùng hạ gân cốt đâu. Đại sư Huynh còn chưa nói nói, liền nghe bên cạnh tam sư Huynh cáo giận nói. Ngươi hạt nói cái gì? Ta bao lâu nhượng ngươi làm như vậy? Ta nói tiểu tổ tông, đây không phải là nói dối lừa đại sư Huynh sao? Ngươi gấp cái gì? Ta hướng hắn sử đưa mắt ra hiệu, nhưng hắn còn là vẻ mặt quán dung. Đại sư Huynh tới tới lui lui quan sát chúng ta, cuối nhìn tam sư huynh thở dài như nhi không muốn luôn luôn như thế tùy hứng tuy ở trong núi sâu không sợ ngoại truyện nhưng chung quy nam nữ có khác còn là kiên kỵ hảo còn không đẳng tam sư huynh trải lại liền lại nói với ta sư muội chờ ngươi tam sư huynh ăn xong cơm liền thu bát đũa đến hiệu thuốc hôm qua dược còn có thật nhiều không có phơi hoàng ta đi trước hiệu thuốc chờ ngươi nói xong cũng đóng cửa rời đi không nhìn tam sư huynh một bộ hết đường chối cãi bộ dáng tự hồ là đại sư huynh đi xa tam sư huynh quay đầu liền với ta trống giận ai nhượng ngươi cho ta đấm đấm nhéo nhéo tam sư huynh đại nhân a à, đây không phải là lừa lừa đại sư huynh sao có ngươi như thế lừa sao ngươi là không phải cố ý a à, trong sạch của ta a à? nói xong hung hăng đâm hai cái cơm thanh bạch của ngươi còn trong sạch của ta đâu ta một nữ nhân đô không nói gì ngươi còn nhiều như vậy câu oán hận chẳng lẽ sợ ngươi mấy cái ngươi hội mang thai a à? tam sư huynh thỉnh ngươi nhanh lên một chút ăn ta nếu như nhiều hơn nửa lưu một hồi chỉ sợ ngươi lại càng không có thuần khiết ngồi vào ghế trên hai chân tréo ngoảy ông ngực nhìn hắn tam sư huynh dùng hắn cặp kia con nai bàn mắt to hung hăng trừng ta liếc mắt một cái bắt đầu nỗ lực bát cơm qua như này trừng người bộ dáng đô này manh chịu không nổi a chịu không nổi chờ hắn bác hoàng cơm ta liền thu thập bác bàn rời đi cùng đứa nhỏ này một chỗ một phòng bất là cái gì chuyện tốt thật giống như bày một thịt nhiều nước hương gà nướng ta hiện tại có bụng đói kêu vang luôn luôn nhịn không được ăn nhưng lại không thể ăn lo lắng a soát hoàng bác chậm chậm rì rì đi đến hiệu thuốc xa xa liền nhìn thấy đại sư huynh một người bận lý bận ra đã phơi một phần thảo dược ai tay hắn không phải không được chứ buổi sáng còn nhượng ta thái rau đâu ta vội vàng chạy tới nhận lấy trong tay hắn dược đại sư huynh ngươi thế nào không đợi chính ta bận thường trên tay ngươi thương không phải còn chưa khỏe sao ta đến ta đến ta này quyết đúng không là hùng đại sư huynh là bởi vì điểm này sống nếu để cho hắn lão nhân gia nặng thêm thương thế vậy ta sau này ngày liền càng khổ chuyện cần làm liền càng nhiều Ta hiện tại mới hiểu được đại sư huynh mới là nhất cấp người giám hộ vật. Đại sư huynh một người bị thương, ta liền muốn chiếu cố toàn gia. Đại sư huynh thấy ta như thế quan tâm dáng vẻ của hắn, trái lại với ta có chút nhìn với cặp mắt khác xưa. Điểm này thương hảo không sai biệt lắm, không có gì đáng ngại. Đại sư huynh ngươi ngàn vạn đừng nói không có gì đáng ngại. Vạn nhất này đưa đến chuyển đi vướng bận, ta không chỉ muốn chiếu cố tam sư huynh còn muốn chiếu cố ngươi sư phụ kia phó trời sập cũng không có chuyện của hắn bộ dáng nhưng không giống như là hội hảo tâm hội tới giúp ta đại sư huynh ngươi đi nghỉ đi đi ta tự mình tới thì tốt rồi đem hắn đẩy qua một bên ngồi trên ghế quan sát tuần sau biên không có nguy hiểm vật phẩm ta mới yên tâm đi chuyển dược thảo ta chính sách thảo dược đại sư huynh ở một bên nói sư muội tam sư đệ vốn là một hoàng tử từ nhỏ được sủng ái niên kỹ lại nhỏ khó tránh khỏi có chút tùy hứng làm bậy. Hắn tuy là sư huynh ngươi cũng muốn nhiều hơn nhượng hắn. Đại sư huynh thế nào đột nhiên nói lên cái này? Không ngờ tiểu gia hỏa kia còn là một hoàng tử, chẳng trách như thế hội chỉ huy người. Muốn nói hắn một hoàng tử không ở trong cung ngồi hưởng thanh phúc, đến trong núi sâu thụ cái gì khổ a? À? Tam sư huynh thế nào không ở trong cung hảo hảo đương hoàng tử, tới nơi này làm đồ đệ? Tam sư đệ từ nhỏ được sủng ái khó tránh khỏi kiêu căng một chút, nhưng cũng là cô độc, mặc dù ca ca tỷ tỷ rất nhiều thế nhưng không có một thật tình đợi hắn, bởi vậy liền thừa dịp sư phụ tiến cung cấp quý phi chữa bệnh thời gian đi theo ra ngoài. Mặc dù nuông chiều nhưng tính tình là hiền hòa, nếu là thật sự tâm đợi hắn cũng không khó ở chung. Nguyên lai like là đế vương tử Tôn kia chút chuyện a, à, tiểu tử này thật là tùy ý làm bậy nói không thích đáng hoàng tử liền không làm, chạy ra đến cho người ta làm đồ đệ hắn hoàng đế cha biết hắn hiện tại bị thương thành như vậy, còn không muốn chọc giận tử. Bất quá nuông chiều hoàng tử kia đương hoàng đế A, à, còn là xuất cung hảo, đỡ phải nhượng cái nào hoàng huynh nhớ làm thịt. Nếu không như thế manh hoa hoa tử chẳng phải là đáng tiếc. Này chạy đến trong núi còn có thể nhượng ta chiếm chiếm tiện nghi đâu. Sư muội nhớ kỹ. Ta ứng đại sư huynh, tiếp tục vùi đầu làm việc chăm chỉ, nhìn cũng không dám nhìn đại sư huynh. Ngươi nghĩ a, à, lúc này một tâm nhãn không ít đại mỹ nam nhìn chầm chầm nhìn chầm chầm ngươi, bất vùi đầu làm việc chăm chỉ chờ cái gì. Ta nói, đại sư huynh, ngươi nếu như nhàn tìm chút chuyện làm, đừng ở chỗ này nhìn chầm chầm ta a, à, đỉnh đầu ta da tê dại, sau này ta nếu như biến thành đất trung hải, thứ nhất tìm ngươi lấy mạng. Lúc này, đại sư huynh không mặn không nhạt mở miệng. Sư muội, ngươi nếu như nếu không lau mồ hôi, liền muốn tích đến dược thượng, ta cấp khăn tay của ngươi đâu khăn tay quẩn nói lên khăn tay ta còn thật không nhớ rõ đi đâu vậy phải làm sao bây giờ ta liền nhớ tối hôm qua lấy ra cấp tam sư huynh lau nước mắt sao cũng không biết phóng đi nơi nào này thế nào cùng đại sư huynh công đạo đại sư huynh kia nhảy bén mắt cùng nhìn thấu nghi tựa được qua lại quét hình ta cả kinh ta mồ hôi lạnh thẳng tiêu đại sư huynh nếu như ta nói ta đem khăn tay của ngươi vứt bỏ. Đại sư Huynh cho cho mày, trong thanh âm nghe bất ra dao động. Ngươi vẫn ở trong núi, một cái khăn tay có thể ném đi nơi nào, tìm trở về cũng được. Còn muốn tìm trở về. Đại sư Huynh ngươi cũng quá hẹp hòi, một cái khăn tay đã đánh mất liền đã đánh mất, có cái gì rất giỏi. Khi một nhẹ bay khăn tay bị đêm gió thổi qua còn không biết hiện tại phiêu đi nơi nào đâu. Ta đi đâu tìm? ta lấy lòng nhìn phía đại sư huynh. Đại sư huynh ngươi nói sở trường khăn cũng làm cho ta dùng, ngươi muốn nó làm chi? Ta đuổi rảnh rỗi làm một tân trả lại ngươi được không? Đại sư huynh nghe xong có chút kinh dị, cân nhắc một chút. Nguyên lai like ngươi còn có lần này tay nghề, cũng tốt, vậy ta sẽ chờ ngươi đưa ta một tân. Khăn tay có cái gì khó tiễn khối bố, vá cái biên, lại vá đóa hoa, tác giả. Cái gì gọi vá đó là theo không phải được đừng nói hoa xin cậu bé bút chì ta cũng không có vấn đề gì điểm này việc nhỏ còn có thể làm khó ta sơ trung lao kỹ khóa đã sớm học ta nhe răng cười lòng tin mười phần đại sư huynh ngài sẽ chờ được rồi đại sư huynh nhìn bộ dáng của ta bật cười sư muội ngươi chậm rãi phơi ta ly khai một chút đại sư huynh muốn đi cầu còn không được Ta đi xem Tam sư đệ khôi phục thế nào, nhìn hắn là có chút không ổn. Ta vừa âm thầm mừng rỡ, vừa nghe nửa câu sau một viên vui mừng tâm lập tức liền ngã xuống. Ta đuổi vội vàng nắm được đại sư huynh y phục. Đại sư huynh, ngươi lưu lại bồi ta đi. Đại sư huynh ngươi không ở, sư muội ta vạn nhất đem dược phóng sai rồi sẽ không hảo. Đại sư huynh nếu như buồn chán, không như ngươi lấy quyển sách cho ta niệm nhượng sư muội ta thật dài tri thức cũng tốt. Ta khẩn cầu nhìn hắn, rất sợ hắn nói cái không muốn. Đại sư Huynh nghe nói quay đầu nhìn ta, trong mắt tiếu ý ý nghĩa sâu xa, một lúc lâu đạo. Cũng tốt. Chương 13 Trong truyền thuyết nhị sư Huynh về núi. Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Ta nghe vừa lên buổi trưa điện thư, chỉ cảm thấy đầu óc hiện tại ông ông tác hưởng đại sư huynh ngươi nói ngươi chọn sách gì không tốt cố nài chọn một quyển vô lượng kinh phật cho ta niệm nghe được ta này mắt nước mắt lưng trồng a ta cũng không phải hòa thượng cho ta nghe này làm gì chẳng trách thầy trò các ngươi hai người đô như thế thanh tâm quả dục trong ngày thường không ít nhìn kinh phật đi chờ ta biết chữ nhất định phải đem này đó kinh phật đô tìm ra mai đến hậu sơn đi lên bữa trưa lúc ta hai mắt rưng rưng rung giọng nói đại sư huynh Ngày sau vạn vạn không thể lại niệm Phật kinh, sư muội ta. Ô ô ô. Sao khóc không thành tiếng. Này thiên buổi trưa ta đầu thật sự là đau, khẩu vị yếu xìu, bới kỹ phần cơm liền đi cấp tam sư huynh đưa cơm, đại sư huynh nhìn ta rất là xin lỗi. Hốt hoảng vỗ tam sư huynh môn, hốt hoảng mở tam sư huynh môn, hốt hoảng đem ta bữa trưa phóng tới hắn trên giường, hốt hoảng xoay người chuẩn bị rời đi. Sư muội dừng chân, Tam sư huynh vội vàng hô ta, ta xoay người, vô lực nói. Một hồi ta trở về thu bát đũa, ta không phải nói này, là ngươi có thể lưu lại bồi ta ăn cơm không? Sau này có thể hay không đô đi theo ta ăn cơm. Tam sư huynh một đôi trong suốt mắt to mong đợi nhìn ta, trong mắt lấp lánh vô số ánh sao, dường như ta chỉ muốn một cự tuyệt nước mắt hắn liền lập tức rơi xuống. Đáng xấu hổ a, à, bán manh đáng xấu hổ a. À. Bởi vậy, ta đương nhiên là vô lực chống lại gật đầu đồng ý. Ta vô lực thở dài, chuyển cái ghế ngồi vào trước mặt hắn nhìn hắn ăn. Tam sư huynh thấy ta như vậy, tươi đẹp cười, lộ ra hai đáng yêu tiểu lúng đồng tiền, mê trái tim của ta rung lên một cái, sau đó hắn liền thỏa mãn bắt đầu ăn cơm. Ta nói đứa nhỏ này nếu không phải là đầu óc có mau bệnh chính là thiếu yêu, ăn cơm còn muốn người khác nhìn hắn ăn, nếu như ta bị người khác nhìn chằm chằm nhìn chằm chầm ăn, coi như là đói trước ngực thiếp phía sau lưng, ta cũng không nhất định có thể nuốt trôi đi. Nhìn đứa nhỏ này một ngụm lớn một ngụm lớn ăn, ăn này hương, đem ta cũng nhìn đói bụng, vừa vốn có cũng không ăn nhiều thiếu, hiện tại này cảm giác đói bụng thật đúng là không phải tư vị, một hồi đi phòng bếp tìm ít đồ ăn, cũng không biết lúc này có còn hay không. Thủy. Thủy. Khụ khụ khụ. Nghẹn. Ta đang xuất thần đâu? đứa nhỏ này liền đem mình cấp cũng nghẹn tới, thật không có phúc a, à, ăn bánh bao cũng bị nghẹn đạo. Ta âm thầm lắc đầu, vội vàng đi cho hắn rót chén nước, thuận tiện giúp hắn vỗ vỗ bối thẳng đến hắn chậm qua đây mới ngừng tay, đương nhiên không chụp đến vết thương địa phương. Ta thở dài, ta này thật đúng là thành tam bồi, bồi ăn bồi uống bồi chụp bối. Nghẹn chết ta. Ta không bao giờ nữa ăn bánh bao. Tam sư huynh nói liền bốt đồng đem bánh bao ném ra ta đáng tiếc nhìn bánh bao bị ném ra, trên mặt đất lăn vài hạ mới dừng lại đến. tam sư huynh ngươi không ăn biệt vẫn a, à, ta còn bị đói đâu. lãng phí thức ăn là một loại phi thường đáng xấu hổ hành vi a, này tam sư huynh thật đúng là nuông chiều quen. ta khó có được phúc hắc một phen nói. không ăn bánh bao, sau này liền ăn sư phụ làm cha ngô bánh bột ngô đi. ta vừa mới nói xong, tam sư huynh trên mặt biểu tình biến so với vừa nghẹn đến còn khó chịu hơn ta cứ nói đi cái gì bánh bao a bánh mì loại lớn a cùng sư phụ kia tam ấm trà mới có thể ăn hạ ngô bánh bột ngô so với đều là sức chiến đấu linh tra tra bất luận cái gì thức ăn thông thường cùng sư phụ ngô bánh bột ngô so với trong nháy mắt liền hội thăng hoa đã lớn gian mỹ vị đối với kiên ăn tiểu chậu hữu nên nhượng hắn ăn sư phụ ngô bánh bột ngô tuyệt đối so với bất luận cái gì biện pháp đều tốt dùng không tin xin nghe ta còn là ăn bánh bao đi sư muội cho ta lấy bánh bao đi, ta nghe lời của hắn, đi đem trên mặt đất bánh bao nhặt lên, hảo khư hắn đem tạng địa phương lột đi, sau đó ung dung đưa cho hắn. Nhà! Tam sư huynh mi tâm quấn quyết, nhìn nhìn ta nhìn nhìn lại bánh bao, tội nghiệp đạo. Đô rớt xuống đất, còn thế nào ăn a? À? Sau đó ghét đẩy đẩy tay ta. Ta chững chạc đàng hoàng nhìn hắn, đạo. Đầu tiên, này bánh bao không phải là mình rụng trên mặt đất, là ngươi ném xuống đất thứ nhì ai biết bàn cơm trưa hạt hạt đều vất vả đây đều là nông dân bá bá mồ hôi lại lần nữa tục ngữ nói không sạch sẽ ăn không bệnh cuối cùng cửa son rượu thịt thối lộ có đông chết cốt rất nhiều tên thất cái hội vì cái này bánh bao mà đánh một giá tam sư huynh nước mắt lưng trồng nhìn nhìn ta lại nhìn nhìn bánh bao cuối cùng vẫn là thỏa hiệp nắm bắt bánh bao miễn cưỡng cắn một miếng kia biểu tình so với nhượng hắn chết còn khó chịu hơn. Tóm lại đến nói, còn là trẻ nhỏ dễ dạy, ta vui mừng gật gật đầu. Lúc này, ngoài cửa đột nhiên truyền đến quy luật tiếng đập cửa. Tam sư huynh trong miệng tắt cơm, ta thay hắn nói tiếng. Mời vào. Ta chính quay đầu, nhìn thấy một thân màu đen kính trang nam nhân đẩy cửa tiến vào. Trước hết hấp dẫn ta chính là hắn đừng ước chừng một. 90 mễ chiều cao, to lớn mà ưu nhã đích thân tuyến như Paris thời trang tú người mẫu nam. Hắn trên thân có phải hay không trong truyền thuyết đảo tam giác vóc người. Nhìn nhìn cặp kia thon dài hữu lực chân. Ta nước bọt đều nhanh chảy xuống. Vóc người của hắn chính là ta y y trong thế giới no. Một A, à, rốt cuộc nhượng ta cấp nhìn thấy một sống được, trước đây đều là nhìn hình ảnh. Lại nhìn nhìn mặt hắn, một đôi thâm thúy thả con ngươi đen nhánh, dường như trời sinh liền có một loại chấn nhân tâm hồn khí thế đỉnh trực cao vút sống mũi sắc đạm mà không mỏng môi trên mặt không có một tia biểu tình hệt như tuấn mỹ điêu khắc bình thường còn đây là là ta trong mộng lý tưởng hình a khóc khuôn mặt nam là cũng chỉ là vị này khóc khuôn mặt nam nhìn cũng không nhìn ta liếc mắt một cái chuyên chú nhìn tam sư huynh tam sư đệ vết thương của ngươi xử lý tốt sao nguyên tới đây chính là nhị sư huynh a thế nhưng thoạt nhìn tuyệt không thân thiết người bộ dáng sư phụ cùng đại sư huynh còn nhượng hắn giáo ta hắn sẽ đồng ý sao tam sư huynh không để ý đến vấn đề của hắn nhìn thấy hắn lại cấp tượng kiến bò trên chảo nóng vội vàng mở miệng hỏi ngươi khi trở về gặp được đại sư huynh sao không có đem ta bị thương chuyện nói cho hắn biết đi vị này nhị sư huynh nói thẳng gặp được nói cho tam sư huynh khí tăng thoáng cái liền đứng lên, đổi trận lôi đình chỉ vào nhị sư huynh. Ngươi! Ngươi! Ngốc tử! Không phải nói bất muốn nói cho đại sư huynh sao? Ngươi thế nào một hồi đến liền nói cho hắn biết đâu? Xong! Sau này đại sư huynh càng không muốn đem nhiệm vụ giao cho ta. Ta! Ta đau lưng! Sư muội Ta đau lưng! Ta đồng tình nhìn hắn, cảm thán nói. Ân, ngươi đau lưng, càng đi thống đi. Ta cho hắn vỗ vỗ bối thuận thuận khí. Ngoan, bất khí A Việt đã đến nước này, ngươi khí cũng không dùng, bất tức giận, bất tức giận. Cẩn thận tức quá thân thể. Tam sư huynh nghe lời của ta, thật đúng là thành thật ngồi xuống, trống cái quai hàm hồng hộc thở dốc. Lúc này, nhị sư huynh mới nhìn ta liếc mắt một cái, chỉ là như trước không lộ vẻ gì. Tam sư đệ, lấy đại sư huynh nhãn lực, sớm muộn đô hội phát hiện ngươi giấu giếm cũng không có không như nhiều luyện luyện công phu nhị sư huynh bình tĩnh tự nhiên nói ta nghe vị này nhị sư huynh lời cũng liên tiếp gật đầu tỏ vẻ tán đồng đại sư huynh như vậy khôn khéo người có thể lừa gạt được mùng một lừa không được mười lăm tam sư huynh này hết ngày lại sàn bộ dáng sớm muộn là muốn bị phát hiện không chừng sớm liền phát hiện chỉ là không nói mà thôi đâu tam sư huynh tay chỉ vào chúng ta hai tức giận quát. Hai người các ngươi mới vừa thấy mặt thế nào liền một lỗ mũi thở dốc. Ta lắc lắc đầu, đạo. Tam sư huynh, này. Chính là ngươi nói không đúng. Chúng ta tổng cộng bốn lỗ mũi sao có thể một lỗ mũi thở dốc đâu. Khi đã sớm bởi vì cung dưỡng khí chưa đủ mà chết đi. Còn có, ta cảm thấy nhị sư huynh nói yếu đạo lý, nghĩ giấu giếm được đại sư huynh thật đúng là không phải cái chuyện dễ dàng nghi. sớm muộn đều phải bị lộ, còn không bằng thẳng thắng thì được khoan hồng, có thể được cái khoan dung đối đãi đâu. Tam sư huynh nghe càng thở gấp. Tốt. Vậy ta cũng đem chuyện của ngươi thẳng thắng thì được khoan hồng. Ô ô ô. Ta vừa nghe vội vàng che miệng hắn, ở hắn bên tai nhỏ tiếng. Tam sư huynh sau này còn có muốn hay không sư muội cùng ngươi ăn cơm? Có muốn hay không sư muội hỗ trợ? Sau này chúng ta thế nhưng ngẩng đầu không thấy cúi đầu thấy có phải hay không a? À? nói xong ta buông lỏng tay ra. Tam sư huynh chỉ là trừng ta liếc mắt một cái, cũng không nói nửa ngữ. Lúc này, nhị sư huynh đã ở quan sát ta. Ta cung kính nhìn về phía nhị sư huynh. Nhị sư huynh, ta là sư phụ tân thu nghĩa nữ, là của ngươi tứ sư muội, nguyên danh hà tự nguyệt, bây giờ là nói tự nguyệt. Nhị sư huynh nghe như trước thần sắc đạm như nước, đôi môi một, chỉ nói hai chữ. Nói triều, giao. Nhị sư huynh tự giới thiệu thực sự là lời ít mà ý nhiều a, à. lời ít mà ý nhiều đến ta cũng không biết thế nào nịnh hót. Ta quyến rũ nhìn hắn, nói: Nhị sư huynh, có một sự muốn phiền phức ngươi hạ. Ta bên này còn chưa nói hết đâu. Lại có người đẩy cửa tiến vào, ta vừa nhìn, là đại sư huynh. Lần này chúng ta sư huynh mỗi bốn người trái lại tề tựu. Đại sư huynh trên mặt tươi cười rạng rỡ nhưng là tâm tư của hắn kia là chúng ta có thể đoán được tới nhanh như vậy là tới ôn chuyện còn là đến giấy binh hỏi tội chúng ta đô cung kính hô đại sư huynh tam sư đệ thương thế thế nhưng xử lý tốt đây là sư phụ tân nghiên cứu thuốc trị thương một hồi sư huynh giúp ngươi đem dược tốt nhất thuốc này khôi phục nhanh hơn nói liền đem một bình nhỏ đưa cho tam sư huynh tam sư huynh kia tay thấy ta đô hùng Đại sư huynh tiếp tục nói: Tam sư đệ, ngươi hà tất gạt ta đâu? Sư huynh cũng không phải bất thông tình đạt lý người, ngươi nếu như như nhị sư huynh ngươi bình thường hảo hảo luyện công, đại sư huynh kiên quyết sẽ không không cho ngươi xuất sơn. Nói xong, cười cái kia dịu dàng hiền lành a. À. Nhưng tam sư huynh sắc mặt lại không có một tia hòa hoãn. Tiếp theo, đại sư huynh lại nhìn về phía ta, sư muội mới thấy tam sư đệ một ngày quan hệ giống như này tốt vi huynh rất vui mừng a à, sư muội sau này ngươi không cần thay hắn bôi thuốc vi huynh đến thì tốt rồi còn có sư muội không phải còn muốn thu dược sao vi huynh tìm được một quyển sách hay sư muội đi trước một hồi ta liền đi niệm cho ngươi nghe nói xong đồng dạng cười mặt mũi hiền lành nhưng là của ta tâm lại rung lên vài rung rẩy này rõ ràng chính là nham hiểm đại sư huynh lời này lý rõ ràng là nhượng ta đi rồi, hay là trước triệt tuyệt vời. Đại sư huynh, ta này liền đi. Nói xong, ta trốn tựa như chạy. Vừa chạy vừa nghĩ, đại sư huynh nhưng ngàn vạn biệt tìm cái gì không hiểu ra sao cả thư đến hành hạ ta. Bồ Tát phù hộ. Chương 14 Sư muội Hảo Tên Hảo Tiện Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio.com trở lại hiệu thuốc, ta dùng trước nay chưa có cấp tốc tốc độ, đem buổi sáng phơi dược thảo đô làm từng bước thu vào. Ta phải muốn thừa dịp đại sư huynh không có tới trước đem làm xong chuyện, hảo trùng mất. Không chừng đại sư huynh trở về sẽ đối với ta quan báo tư thù đâu. Khi ta thu hoàng cuối cùng một ngăn kéo dược lúc, đại sư huynh còn chưa có trở lại. Ta lau một phen hãng, cười đến Xuân Phong đắc ý, hắc hắc, đại sư huynh ta đi trước. Đáng tiếc. Ngàn tính vạn tính cũng chống không lại lão thiên gia ác thú vị ngay ta bước ra hiệu thuốc bước đầu tiên lúc vừa lúc đụng phải đi tới đại sư huynh ta đấm ngực ta dậm chân lòng ta đau a à, lão thiên gia ngươi thực sự là trên đời cấp thấp nhất thú vị người vậy mà nhượng đại sư huynh lúc này tới đại sư huynh bước đi thông thả ưu nhã bước chân đi tới rất có lực tương tác cười sư muội hôm nay trái lại cấp cốc một người liền đem này đó đô xử lý được rồi quả nhiên là có tiến bộ a à. đây còn không phải là nhờ hồng phúc của lão nhân gia ta đây không phải là nghĩ đại sư huynh trên cánh tay thương còn chưa khỏe sao thừa dịp đại sư huynh ngươi tới trước đô làm xong cũng làm cho ngươi có thể trở về đi hảo hảo tỉnh dưỡng a à. đại sư huynh ngươi xem ở ta như thế săn sóc mặt mũi của ngươi thượng liền tha cho ta đi đại sư huynh châu châu mày đầu đại sư huynh nhíu mày xong dự cảm bất hảo điểm này tiểu thương hảo không sai biệt lắm sư muội cùng ta đi trong rừng săn bắn đi bây giờ tam sư đệ bị thương nhị sư đệ vừa mới vừa trở về chắc hẳn đô cần bồi bổ ngươi cùng ta đi trong rừng bộ một chút món ăn thôn quê đến huống hồ trước ngươi không phải cũng muốn ăn thịt sao sư huynh ta đi trước chuẩn bị hạ sư muội cũng đi đổi thân nhẹ tiện y phục đại sư huynh nói xong tà mị cười tay áo tung bay tiêu sái rời đi độc lưu một mình ta ở trong gió hóa đá. Đại sư Huynh quá độc ác, cũng không cho ta cơ hội cự tuyệt. Đi trong rừng săn bắn đây là muốn làm gì? Có phải hay không là đem ta bắt cóc đến trong rừng, tiền dâm hậu sát phao thi hoang dã? Nói cái nói dối mà thôi không đến mức đi. Quên đi. Ta còn là không muốn đoán mò, đại sư Huynh tâm tư không phải ta có thể đoán được, ta còn là mặt cho số phận, thuận theo tự nhiên đi ta trở về phòng lý nghĩ thế nào xem như là ăn mặc nhẹ tiện, chỗ này của ta đều là tam sư huynh váy, đại sư huynh ngươi nhượng ta tìm thân nhẹ tiện đích thực là làm khó ta. Chẳng lẽ muốn ta mặc lý khố ra? Dự đoán ở đây xuyên lý khố ra người, ở trong mắt người khác tựa như người hiện đại mặc quần lót ra cửa, mặc dù người Mỹ có vô khố nhật, thế nhưng ở cổ đại hẳn là không có người hội mở ra cũng tới cái vô đàn nhật đi. Cuối ta quyết định, mặc lý khố, bên ngoài mặc một bộ lớn lên áo choàng, sau đó dùng đai lưng chăm chú hệ thượng, bộ thượng xong nhẹ tiện hài liền ra cửa. Chờ ta ra cửa lúc, đại sư huynh đã ở trong sân chờ ta, một thân huyền sắc kính trang, đeo hai ống trúc, ngang hông vây quanh một vòng bất biết cái gì đông tây, dưới chân phóng hai thanh cung, cùng hai lâu tên. Nhìn thấy ta, khóe miệng vung lên một mặt mỉm cười. Này này này! Như thế mang tạo hình đặt ở ngọc diện công tử đại sư huynh trên người, lại cũng là như thế tư thế hào hùng hiên ngang nhìn hảo chính là bách đáp a à. sư muội còn không mau đi sao đại sư huynh nhìn ta nhìn hắn chỉ ngây ngốc không nhúc nhích mi tâm hơi nhíu có chút nóng ruột ta vội vàng chạy tới đại sư huynh đem một cái ống trúc treo ở trên người ta càng làm cung tên đưa cho ta quan sát ta tiếp theo nói trái lại muốn sớm một chút xuống núi cấp sư muội mua sắm một chút quần áo kỳ thực sư huynh Ngươi nếu như mua cho ta một chút nam trang ta trái lại sẽ rất vui vẻ, dù sao xuyên váy làm gì đô rất khó khăn. Thế nhưng nhân gia mua cho ta sẽ không sai rồi, còn muốn chọn tam lấy tứ gì gì đó. Ta cùng với đại sư huynh một trước một sau đi vào cánh rừng, mới vào trong rừng thời gian đảo là không nhìn tới cái gì vật còn sống, đều là một chút chọc trời đại thụ, cỏ dại hoa dại, đại sư huynh ở phía trước mở đường, ta ở phía sau theo trái lại nhẹ nhõm. Thường thường nhìn nhìn này nhìn nhìn kia, dù sao ta loại này trong thành thị lớn lên đứa nhỏ, muốn nhìn thực vật xanh chỉ có thể đi trong công viên, hơn nữa còn là xa xa không kịp ở đây chủng loại nhiều, mặc dù ta xem cũng nhìn không ra cái gì nguyên cớ đến, thế nhưng ở đây cây xanh cùng cỏ xanh thơm trái lại làm cho lòng người tình khoan khoái, liền lúc đầu thấp thỏm bất an cũng không có. Càng đi trong rừng thâm nhập, càng là có thể thấy các loại côn trùng. Chắc hẳn con mồi đô ở cánh rừng ở chỗ sâu trong đâu trái tim của ta đột nhiên lộc bột một chút nói trong rừng cây nhất định sẽ có rắn đi thế nhưng ta sợ nhất xà không chỉ không có chân hơn nữa rất dài một chui tới chui lui suy nghĩ một chút liền toàn thân không được tự nhiên nói trong tiểu thuyết ở loại này thời gian bình thường đô lại xuất hiện con rắn không phải cắn nữ chủ chính là cắn nam chủ sau đó đến cái hút ma túy chữa thương một hút đính ướt nên sẽ không như thế cẩu huyết đi nói ta từng cùng đại sư huynh trình diễn quá một lần không trung rớt xuống cái hà muội muội không chừng lần này lại đến cái như thế cẩu huyết cầu đoạn đâu ta ở trong lòng yên lặng hy vọng bị cắn cái kia là đại sư huynh ta miễn cưỡng cho hắn dùng tay chen chen độc liền hảo nếu như hút lời vạn nhất ta một cái sơ sẩy hút nhưng ra sức không cẩn thận nuốt xuống liền muốn lên diễn một mạng đổi một mạng yêu mệnh như ta thế nào cũng không thể làm loại này hố chuyện của mình nhiều lắm là hố cha dù sao hiện tại cha là sư phụ ta đang nghỉ ngợi, ngắm thấy cách đó không xa trong bụi cỏ có thứ ở động. Ta vừa nhìn. Mẹ nha! Một xanh biết xanh biết xà. Thực sự là nghĩ cái gì đến cái gì a à. trước đây cũng không ở trong vườn thú đã từng gặp như vậy, có thể hay không mang có kịch độc. Ô ô ô! Ta dọa chạy vội tới phía trước, một tay ôm chặt lấy đại sư huynh cánh tay, một tay chỉ bụi cỏ phương hướng kêu sợ hãi đại sư huynh xà 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 có rắn đại sư huynh bị ta đột nhiên động tác sợ đến cả kinh chỉnh hạ tâm thần theo ngón tay ta phương hướng nhìn lại rất bất đắc dĩ nói đó là rắn đai lớn rất dịu ngoan sẽ không dễ dàng cắn người cắn cũng không có độc ngươi yên tâm đi ta cả kinh nói thúc tình xà còn có loại rắn này nếu như đại sư huynh bị hắn cắn lời. Hắc hắc. Nguyên lai xà còn có tốt như vậy chủng loại, hẳn là mang về nuôi trong nhà. Không phải thúc tình xà. Là rắn đai lớn. Xanh biết thúy. Thanh sắc thanh. Đại sư huynh nhìn ta có chút y dê biểu tình, hảo ngửi tỉnh ta. Nguyên lai là rắn đai lớn A, không có ý nghĩa. Vừa ta còn muốn bắt được nó dưỡng đâu hiện tại đãi nó cũng là lãng phí ta lương thực buồn chán. Rời đi. Ta ôm đại sư huynh cánh tay cất bước đi về phía trước, đại sư huynh lại tại chỗ bất động. Sư muội, ngươi có thể đem ta cánh tay buông ra đi. Đại sư huynh ánh mắt quét về phía ta ôm thật chặt cánh tay của hắn. Ta cũng học tam sư huynh như vậy hai mắt đẫm lệ uông uông tội nghiệp nhìn hắn. Đại sư huynh, ta sợ nhất xà, ngươi để ta ôm ngươi đi, như vậy nhượng ta so sánh có cảm giác an toàn nói xong còn nháy nháy mắt. Đại sư huynh mặt mang vẻ kinh dị, đạo. Ta còn muốn săn bắn, ngươi như vậy ta sẽ rất không có cảm giác an toàn. Nói xong bỏ qua rồi tay ta, đi nhanh đi trước, đem ta xa xa ném ở sau người. Ngươi vô tình. Ngươi lãnh khốc, Ngươi không có tư tưởng. Ta ở tại chỗ trên một tiếng, dùng sức đọa đặt chân, đuổi theo. Ta cùng đại sư huynh đi rồi lâu ngày cũng không nhìn thấy một con mồi, chẳng lẽ là ta hà tự nguyệt nga không đúng là ta nói tự nguyệt không phúc hôm nay đã định trước không thịt ăn không được nếu không ăn huân ta liền thật thành ni cô ta mở to mắt quét hình bốn phía rất sợ lỡ cái gì mỹ thực đột nhiên ta nhìn thấy một cái xám xịt thỏ trọng yếu nhất là nó còn dài hơn được thập phần phì tưởng tượng một chút tươi mới nhiều nước nướng chân thỏ trong nháy mắt ta liền chấn phấn mặc dù nói ở hiện đại ta không có thú quá săn thế nhưng đi trò chơi sảnh thời gian ta không ít ngoạn bắn tên từ lúc mới bắt đầu kéo không ra cung đến cuối cùng bách phát bách trúng thế nhưng hoa ta không ít mau da da mới đổi lấy a à, hiện tại rốt cuộc đến ta thi thố tài năng ta vẫn luôn cảm thấy ta nhắm vào có vấn đề luôn luôn nhắm vào đâu liền cách này lý vừa lúc sai kỹ cm nhiều lần như vậy sau đó ta nghĩ ra cái phương pháp nhắm vào kém kia kỹ CM cách, kết quả tên là có thể bắn tới ta vốn có nghĩ bắn tới địa phương. Khi chỉ xám xịt thỏ đang chuyên tâm dùng chí ăn nấm, con thỏ nhỏ ai nhượng ngươi nhìn lại xấu lại vì lại sam đâu. Hôm nay sẽ tới làm tỷ tỷ ta bữa tối đi. Thượng tên, dương cung, nhắm vào, bắn tên, hành văn liền mạch lưu loát, sưu một tiếng phá không, tên chuẩn xác không có lầm bắn ở thỏ trên bụng, thỏ ngã xuống đất đạp mấy cái chân liền bất động. Tỷ, quả thật là gương quý không bao giờ cùng a à. sư muội hảo tên ta quay đầu đại sư huynh nhìn ta bắn trúng con thỏ kia hài lòng liên tiếp gật đầu hảo tên hảo tiện đại sư huynh ngài đây là khen ta đâu còn là tổn hại ta đâu ngươi cố này thật vất vả khen nhân gia một lần còn muốn cho nhân gia trong lòng bất thoải mái sao hảo tiện hảo tiện đại sư huynh chờ ngươi bắn trúng ta nhất định sẽ đem câu này hảo tiện còn cho ngươi sư muội vô phúc hưởng thụ còn là ngày sau đó đi ta lượng thỏ trở về chờ đại sư huynh cũng đi bắn con thú săn hảo còn cho hắn hảo tiện ai biết đại sư huynh lại nói sư muội hôm nay sắc trời tiệm trễ ngươi săn thỏ khá lớn chúng ta từ đấy trở về đi nói xong cũng không chờ ta đáp lại hắn xoay người liền đi trở về đại sư huynh Ngươi có phải hay không nhìn thấu tâm tư của ta, cố ý bây giờ nói trở lại. Được rồi, tráng sĩ báo thù 10 năm không muộn. Tiếp theo còn cùng ngươi tới thì thôi. Buổi tối, đại sư Huynh đem thỏ đôn, ta đối kia hai phì lại hương chân thỏ thẳng chảy nước miếng. Ai biết, đại sư Huynh lại nói. Chúng ta muốn kính già yêu trẻ, chân thỏ một cấp sư phụ, một cấp tam sư đệ, huống hồ tam sư đệ còn bị thương, cần bổ một chút. Cuối cùng, ta chỉ phân chia đến một khối tiểu chi lại nhỏ thỏ thịt, này thỏ tốt xấu là ta đãi, vậy mà cho ta như thế điểm. Giai cấp địa chủ A, ăn quả quả bóc lột A. Ta thương tâm muốn chết bưng cơm cùng tam sư đệ đi ăn. Nhìn nhìn tam sư đệ trong bát thịt, nhìn nhìn lại ta trong bát thịt, quả nhiên so sánh sản sinh bi kịch, cuối dẫn đến tâm tình ta cực độ hậm hực, bới cơm tay đều là vô lực. Sư muội, này chân thỏ cho ngươi. Hảo đầy mở a à, đại sư huynh lúc nào trí nhớ như thế không xong chẳng lẽ đã quên ta không ăn thịt sao rau xanh thượng đô dính vào thỏ dầu thế nào ăn a à? tam sư huynh bên kia nói đem thỏ chân lay tới ta trong bát đến vẻ mặt ghét a à, tam sư huynh không ăn thịt đây không phải là tiện nghi ta sao bất quá bọn họ nhiều năm như vậy sư huynh đệ đại sư huynh thế nào đã quên tam sư huynh không ăn thịt đại sư huynh lại khó có được hồ đồ ta phát hiện một gặp được về tam sư huynh chuyện đại sư huynh liền khó có được hồ đồ có miêu ngấy thế nhưng đại sư huynh lần này hồ đồ đích thực hảo đây chính là tiện nghi ta ha 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 ta hung hăng cắn một miếng thịt thỏ hương a tam sư huynh nhìn ta gặm thịt thỏ bộ dáng lắc đầu liên tục hiển nhiên là làm không hiểu có cái gì ăn ngon tam sư huynh ngươi loại này không ăn huân người, là không hội hiểu chúng ta này đó vô thịt không vui người. Ta lau đem miệng thượng dầu tiếp tục ăn. Nhìn ngươi, ta cũng không muốn hiểu. Tam sư huynh nói xong cúi đầu ăn hắn thức ăn, không hề để ý tới ta. Này tên tiểu quỷ đầu. Chương 15 Nhị sư huynh bởi vì ta bị thương. Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio.com Tác giả có lời muốn nói này đoạn ở tu văn tiền làm thứ sáu chương xuất hiện quá hiện tại hơi sửa lại một chút ngày hôm sau thần ta cùng với đại sư huynh làm tốt cơm sáng hậu đại sư huynh một bên đem thức ăn phóng tới khay lý một bên dặn ta đạo sư muội hôm nay ngươi trước không muốn đi bồi tam sư đệ ăn cơm đi trước phía tây trong rừng cây gọi nói triều ăn cơm hắn lúc trước chính là mỗi ngày thiên vừa mới tảng sáng thời gian ở nơi đó luyện công sau này ngươi muốn mỗi ngày buổi sáng đô đi nơi nào gọi hắn Nhị sư huynh thật đúng là cần luyện khổ công A à, Ngày qua ngày dậy sớm như thế Đến bây giờ ta rời giường nhóm lửa còn muốn lớn hơn sư huynh tới gọi ta đâu Đây là trên lệch A à, Nói thật sự, ta là không có cách nào hiểu loại này khá tốt sàng người ý nghĩ Hơn nữa một đời cũng không muốn hiểu Lúc nào ta mới có thể khôi phục lại ngủ đến tự nhiên tỉnh sâu gạo cuộc sống A à, Dương mắt nhìn lên con đường phía trước mịt mờ A à. Ta ứng đại sư huynh một đường chạy chậm nhằm phía phía tây rừng cây, khi ta rút cuộc mau tới gần cánh rừng thời gian, đã mệt được liên thở dốc đô lao lực, còn kém tượng cẩu như nhau đem le lưỡi ra ha lôi. Nhị sư huynh cũng là. Luyện được cái gì kỳ công A, à, như thế nhận không ra người. Hại ta còn muốn chạy xa như vậy đi tìm hắn. Nghe nói muốn luyện kỳ công tất lời đầu tiên cung, như vậy nhưng liền không có cách nào tính phúc ta. Tác giả tỉnh lại đi ngươi nghĩ đích thực xa đó là quỳ hoa bảo điển lý muốn luyện kỳ công tất lời đầu tiên cung đột nhiên ta liền nghe đến vang xào sạc thanh âm còn có hỗn loạn lợi khí phá không thanh âm vừa nghe cũng không phải là cái gì hảo thanh âm ta đoán đại sư huynh không chừng luyện được tẩu hỏa nhập ma đang đại khai sát giới thế nhưng ta lĩnh đại sư huynh mệnh lệnh ta là đi đâu hay là đi đâu hay là đi đâu hay là đi đi có lẽ là ta suy nghĩ nhiều này phá trong rừng liên cái điểu cũng không có mấy cái còn vết cái gì giới a ta từ từ tới gần cánh rừng tận lực cẩn thận từng ly từng tí không kinh động nhị sư huynh điều kiện tiên quyết trước quan sát tình hình bên dưới huống bởi vậy có vẻ lén lút lén lút ta nhìn thấy một huyền sắc thân ảnh phi toa ở cánh rừng giữa dẫm được lá cây vang xào xạc lăng ba phi bộ a hảo tuấn tú võ công nhị sư huynh kia là tẩu hỏa nhập ma còn là không tẩu hỏa nhập ma đâu. Ta là tới gần đâu còn là không tới gần đâu. Hiện nay xem ra hẳn là không có vấn đề. Ta có muốn hay không len lén ra dọa hắn một nhảy. Nghe nói luyện công người sợ nhất phân tâm, trong lòng ta trò đùa dai phân tử bắt đầu có chút quấy phá. Ta vừa mới một cước bước ra, cái kia huyền sắc thân ảnh liền xông thẳng ta mà đến, trường kiếm trong tay dưới ánh nắng chiếu xuống phát ra chói mắt ánh nắng, lập tức sợ đến ta chân đô mềm nhũng ta dùng hết khí lực toàn thân hết lớn nhị sư huynh dưới đao lưu người thế là kia đem hàng khí dày đặc kiếm ngay sắp chọc đến ta cổ họng thời gian bị nhị sư huynh cứng rắn ném ra sau đó nhị sư huynh trọng trọng quăng xuống đất trước đây nhìn tiểu thuyết võ hiệp nghe nói loại này một kiếm trí mạng kiếm pháp nếu như nửa đường bị ép dừng lại liền sẽ đối với dùng kiếm giả bản thân tạo thành rất lớn thương tổn nhìn thấy nhị sư huynh nằm trên mặt đất không nhúc nhích, ta trong nháy mắt liền luống cúng, này nếu như ra cái tốt xấu làm sao bây giờ? Ta nhất định là chịu không nổi. Trấn Định hạ tâm thần ta vội vàng xông lên kiểm tra nhị sư huynh thương thế. Không có chỗ nào chảy máu bộ dáng, chính là nằm trên mặt đất không nhúc nhích, này nếu như ngã cái cơn sốc cũng khó lường a. À. Nhị sư huynh, nhị sư huynh, ngươi thế nào? Nhị sư huynh ngươi không được chết a. À? ta dùng sức lay động hắn hy vọng hắn cho ta điểm đáp lại bất bất ta nghe thấy nhị sư huynh thấp trầm ngâm thanh đình chỉ lay động nhị sư huynh ngươi nói cái gì ngươi nhỏ như vậy thanh ta cái gì cũng nghe không rõ a à. không nên cử động ta ta vô phương nói nhị sư huynh hai tay chống ngồi dậy trên mặt như cũ là ta lần đầu tiên thấy dáng vẻ của hắn không có bất kỳ biểu tình cũng không nhìn ta tự cố tự bắt đầu nhắm mắt nhập định hắn không gọi ta động ta cũng không dám động liền ngồi sổng tại chỗ ngơ ngác nhìn hắn thế nhưng mắt cũng không nhàn rỗi quay tròn quan sát hắn không ngờ gần nhìn nhị sư huynh lông mi cũng dài như vậy nhị sư huynh lông mày cũng tốt nồng là trong truyền thuyết mày kiếm sao hảo có nam tử khí khái nga nhẹ mân môi hảo muốn cho người âu yếm bởi vì vừa ngã sấp xuống mà có chút tán loạn tóc trái lại cho hắn bằng thêm mấy phần gợi cảm. Này Trương Hoàng Mỹ mặc lại hợp với Hoàng Mỹ vóc người, nếu như nơi này có Paris thời trang tú, nhị sư huynh tuyệt đối là hoàn toàn xứng đáng thủ tịch người mẫu. Chính là còn thật không biết tính tình của hắn có được không ở chung. Ta bên này chính y y, nhị sư huynh như là vận song công mở mắt, thế là cặp kia thâm trầm mắt nhìn về phía ta. Nhị sư huynh ngươi không sao chứ. Nhị sư huynh không có đáp lời của ta, chậm rãi đứng lên thế nhưng hình như đứng không vững lung lay hoảng liền muốn ngã xuống ta đuổi bước lên phía trước đỡ hắn ta đem hắn đỡ đến trên một tảng đá lớn tọa hạ nhị sư huynh ngươi đâu không thoải mái vừa quẳng xuống lúc bị thạch đầu đụng phải chân trái mắt cá nhị sư huynh biểu tình cũng không biến một chút nói không đến nơi đến chốn tựa hồ đụng vào mắt cá chân người không phải hắn như nhau thật là bội phục nếu như ta đã sớm kêu cha gọi mẹ Ta thay ngươi xem một chút thương có nghiêm trọng không? Vạn nhất bị đụng gãy chân mắt cá, ta lỗi có thể to lắm. Nếu như nhị sư huynh tính cách không tốt, liên hợp đại sư huynh cùng nhị sư huynh tới trả thù ta, ta ngày nhưng liền khổ sở. Tác giả. Ai giống ngươi để ý như vậy mắt a. À? Nhị sư huynh giống như là muốn ngăn cản ta, thế nhưng hình như cũng chưa xong toàn khôi phục, không khí lực gì đẩy ta ra ngạnh muốn cởi hắn hài tay ta lưu loát cởi hắn hài, lại cởi hắn biết tất. Nhị sư huynh chân, so với trong tưởng tượng đẹp sao. Sạch sẽ không có một chút mùi thối, ngón chân giáp cũng cắt sữa chỉnh tề, so với ta mạnh hơn nhiều. Chỉ là mặt trên hình như bởi vì luyện công, có rõ ràng gân xanh nhô ra. Chờ một chút. Ta đây là muốn nhìn cái gì? Rõ ràng là thay người da nhìn mắt cá chân. Ngoan ngoãn. Không nhìn không sao cả vừa nhìn giật mình như thế một chút công phu, mắt cá chân xử liền sưng đỏ cao như vậy, chẳng trách cũng không đứng lên. Nếu như bị đại sư huynh cùng tam sư huynh biết có thể hay không hung hăng huấn ta một trận. Nghĩ như vậy ta liền nhíu mày, hai mắt trưng trưng ngẩng đầu tội nghiệp nhìn về phía nhị sư huynh. Nhìn nhìn nhân gia nhị sư huynh vậy mà đau mặt đỏ rần, còn miếng chặt môi không nói một lời, chắc hẳn đang giận ta, ngươi xem. Bình thường không lộ vẻ gì mặt cũng bắt đầu mặt mang quẩn sắc chắc hẳn ta này thực sự là sông đại họa. Nhị sư huynh, đau không đau. Ta cho ngươi thổi một chút. Nói ta liền ân cần hướng về phía đại sư huynh bắt cá chân thổi mấy hơi thở, hy vọng hắn có thể niệm ta đích tình, không nên cùng các sư huynh cáo trạng. Ta cảm giác đại sư huynh chân rõ ràng run rẩy, sau đó bắt đầu từ từ ấm lên, không phải là sung huyết đi. Không đau. Ngắn gọn hai chữ, nói đã nghĩ muốn đem chân rút về đi. Ô qua! Quả nhiên là cùng ta cá là tức giận. Rõ ràng như thế đau, còn nói không đau, còn muốn đem chân rút về đi, hiển nhiên là bất lĩnh ta đích tình. Trở lại nhất định sẽ hướng sư huynh cáo trạng. Ta! Ta thực sự là tội nhân thiên cổ. Trở lại thế nào cùng sư phụ sư huynh công đạo A? À? Nói ta liền khóc thúc thích mấy tiếng. Không cần phải nói, ta không sao. Nhị sư huynh trầm giọng nói ta ngẩng đầu nhìn hắn hắn ánh mắt trong suốt không giống như là nói dối bộ dáng thực sự không nói sao nhìn nhị sư huynh bộ dáng hình như xác thực tịnh không tức giận không cần phải nói bất là đại sự gì chúng ta mau một chút trở về đi sư phụ đến lượt nóng nảy lúc này nhị sư huynh đã sắc mặt như thường tựa hồ thực sự không có gì sự kia là được ta đỡ ngươi trở lại ta lại ân cần giúp hắn đem hài miệt mặt vào nhẹ nhàng dìu hắn đứng lên. Ngươi liền tựa ở trên người của ta ta đỡ ngươi đi. Này nếu như tượng bối tam sư huynh như vậy bối nhị sư huynh ta nhất định sẽ áp thành một bãi rỉ ra. Ta lãm hông của hắn, dìu hắn chậm rãi đi về phía trước. Mặc dù nhị sư huynh áp ở trên người ta mang nặng, thế nhưng cũng ảnh hưởng không được ta miên mang bất định. Nhị sư huynh mặc dù thoạt nhìn to lớn, thế nhưng eo trái lại mang tế, thật muốn bới y phục nhìn nhìn bên trong rốt cuộc là dạng gì tử trên người lá cây cùng bùn đất vị đạo cũng rất tươi mát luyện thời gian dài như vậy công cư nhiên cũng không có mồ hôi vị mỹ nhân quả nhiên trời sinh mùi thơm của cơ thể phòng mồ hôi đột nhiên nhị sư huynh như là hỏi cái gì khó có thể mở miệng sự tình như nhau hỏi ta ta nặng sao ta vội vàng hồi bất có nặng hay không một chút cũng không nặng dù cho nặng ta cũng không dám nói a à, vạn nhất nhà ngài lão mất hứng trở lại cho ta cáo trạng đâu nhị sư huynh lại tiếp tục hỏi ngươi vừa vì sao không tránh ra ta nhị sư huynh a à, ta nếu có thể né tránh đương nhiên né tránh chẳng lẽ ta còn phi thường có hưng trí chờ ngươi nhượng ta thể nghiệm một chút kiến huyết phong hầu sao trong lòng ta đảo bạch nhãn miệng thượng tự nhiên không thể nói như vậy ta sẽ không võ công thiểm bất khai Ta như thực chất nói tới, đột nhiên nghĩ khởi đại sư huynh không phải nhượng ta cùng hắn học võ công sao. Thế là ta nói tiếp. Đúng rồi. Nhị sư huynh, đại sư huynh nhượng ta sau này theo ngươi học công phu, nhị sư huynh ngươi nguyện ý giáo ta sao? Ta tràn ngập hy vọng nhìn hắn, vừa nhìn nhị sư huynh công phu tốt như vậy bộ dáng, cùng hắn học không nên lỗi. Thế nhưng ta vừa hại người gia thương thảm như vậy, hắn hội giáo ta sao? nhị sư huynh không có trả lời ngay ta, tự hồ là suy nghĩ một chút, sau đó gật gật đầu. Qua! Wow. Nhị sư huynh tốt như vậy nói chuyện. Liền vừa nói như thế đáp ứng. Xem ra nhị sư huynh cũng chỉ là thoạt nhìn không tốt ở chung mà thôi. Xem ra này khóc khuôn mặt nam nhưng phao. Có hắn giáo dục, ta sau này nhất định có thể trở thành một cái ưu tú thải cỏ đạo tặc. Ha ha ha. Bất quá ta còn có một kiện chuyện rất trọng yếu đó chính là giải quyết mù chữ hiện trạng. Nhị sư huynh còn có một việc, sư phụ nhượng ta với ngươi biết chữ, ta. Ta không biết chữ. Không biết chữ chuyện này, thật đúng là nhượng ta khó có thể mở miệng, nếu như nhị sư huynh cũng vì vì cái này khinh bỉ ta, ta sẽ không hảo phao hắn. Ai biết, nhị sư huynh nghe, biểu tình như cũ không có một tia dao động, gật gật đầu. Cảm ơn nhị sư huynh. Ta hưng phấn ta kích động a à, nhị sư huynh không chỉ không chê ta ta sau này còn có thể thuận lý thành chương dùng bó lớn thời gian phao hắn nghĩ đến đây ta nhìn nhị sư huynh ánh mắt càng thêm nhiệt liệt ta nụ cười trên mặt liền càng sáng lạng hơn liền càng thêm thân thiết đỡ hắn nhị sư huynh cảm giác được sau này còn là diện vô biểu tình quay đầu nhìn về phía phía trước ai nhị sư huynh hiểu rõ bên tai có chút hồng a à, có phải hay không còn là rất đau a à. Xem ra ta muốn lại chậm lại một chút bước đi tốc độ, ngàn vạn không thể để cho nhị sư huynh lại làm bị thương. Chương 16 Người người đô yêu nô dịch ta Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio.com Ta cùng với nhị sư huynh mất không ít thời gian mới tới đến nhà ăn, dự đoán đến cái quy người thi chạy, trù cũng so với chúng ta tới trước. Hiển nhiên sư phụ cùng đại sư huynh đô ở đẳng hai người chúng ta, hai người bọn họ trên mặt ít ít nhiều nhiều cũng có không kiên nhẫn nhưng nhìn hai chúng ta trên người thập phần nhếch nhác không kiên nhẫn là được kinh ngạc sư phụ mở miệng hỏi các ngươi đây là thế nào sư phụ vừa mới hỏi xong kể cả đại sư huynh cùng nhau dùng dò hỏi ánh mắt nhìn về phía ta xin nhờ các ngươi đô nhìn ta làm gì chẳng lẽ không ít ít nhiều nhiều liếc mắt nhìn nhị sư huynh sao chẳng lẽ trên mặt ta viết đô là bởi vì ta này mấy đại tự sao bởi vậy có thể thấy nhị sư huynh ở bọn họ trong cảm nhận hình tượng là tương đương ổn trọng có chút việc tuyệt đối sẽ không nghĩ đến trên người của hắn nhưng bọn hắn càng như vậy nhìn ta ta lại càng không muốn thừa nhận thế là ta phản xạ tính nói không phải ta kết quả bọn họ nhìn ánh mắt của ta càng thâm trầm ta lại phản xạ tính nói thật không là ta kết quả bọn họ nhìn ánh mắt của ta càng càng thâm trầm. Ta lại ngụy biện đạo. Thật thật không phải ta. Ta là thuần khiết. Thế là, bọn họ một bộ bừng tỉnh đại ngộ bộ dáng, ta nói các ngươi bừng tỉnh đại ngộ cái gì? Sư phụ nhíu nhíu mày đạo. Tự nguyệt, ngươi không nên thừa dịp bốn bề vắng lặng đối sư huynh của ngươi dục được không quỷ. Đây đều là kia cùng kia A, chẳng lẽ bọn họ xem chúng ta quần áo xốc xếp, trên người có đất, còn cho là chúng ta giả chiến sao. Vậy cũng nên nhị sư huynh này võ nghệ cao cường thân thể cường tráng nam nhân với ta dục được không quỷ đi. Thực sự là chết quan ta. Một ngụm thỏ thịt không ăn, còn bị lau một miệng mau. Lúc này, nhị sư huynh thanh âm trầm thấp rốt cuộc truyền đến. Sư phụ, là ta không nhìn được sư muội khí tức tưởng là kẻ xấu, thiếu chút nữa ngộ thương nàng, thu kiếm lúc bị thương chính mình. Nhị sư huynh ngươi nói láo rõ ràng là thiếu chút nữa một kiếm nhượng ta thấy diêm vương bất quá nhìn ở nhị sư huynh đem trách nhiệm đô ngăn ở trên người mình ta liền đại nhân bất ký tiểu nhân qua tác giả mới vừa rồi là ai cầu nhân gia không muốn nói ta trơ mắt nhìn sư phụ có chút tiếc nuối lắc lắc đầu còn có chút trách cứ nhìn nhị sư huynh liếc mắt một cái sư phụ ngài đây là tiếc nuối cái gì sư phụ ngài đây là trách cứ cái gì chẳng lẽ nhị sư huynh không đem ta làm thịt ngươi thật đáng tiếc sao nói nhân gia mấy ngày nay nhiều thành thật a à, một điểm cơm trắng cũng không ăn mỗi ngày kiền này kiền kia hầu hạ hoàng vị này hầu hạ vị kia ta dễ sao ta lão nhân ngài gia với ta còn có cái gì bất mãn trong lòng ta chính suy đoán lung tung tức giận bất bình trung liền nghe thấy sư phụ nói tự nguyệt a à, ngươi đem nhị sư huynh ngươi đỡ trở về phòng đi một hồi ngươi đem cơm bưng hắn trong phòng đi nhị sư huynh ngươi đã bởi vì ngươi bị thương ngươi sau này muốn nhiều chiếu cố hạ hắn tất cả lấy hắn làm đầu huống hồ ngươi còn muốn tìm hắn học chữ không phải sao mau đi đi nói xong cũng xong chúng ta vẫy tay ý bảo chúng ta có thể lui xuống sư phụ nguyên lai thương yêu nhất chính là nhị sư huynh tam sư huynh bị thương thành như vậy cũng không thấy hắn nhượng ta hảo hảo chiếu cố nhị sư huynh bị thương như thế một điểm để ta tất cả lấy hắn làm đầu xem ra nhị sư huynh tối không thể đắc tội ta đáp một tiếng đỡ nhị sư huynh hướng phòng của hắn đi đến cẩn thận từng ly từng tí rất sợ đem vị này tổ tông đắc tội tiếng nhị sư huynh gian phòng thực sự là gian phòng như người gian phòng kia bày biện thực sự là ngắn gọn không thể lại ngắn gọn trừ một chút tất yếu gia cụ dư thừa một không có ta nhẹ nhàng đem hắn đỡ đến bên cạnh bàn ghế tựa tọa hạ hết sức dịu dàng nói. Nhị sư huynh, ta đi lấy cho ngươi cơm, ngươi thả đẳng hạ. Ta chính xoay người liền nghe đến nhị sư huynh nói. Sư muội không cần như sư phụ theo như lời như vậy, ta chỉ là tiểu thương không có gì đáng ngại. Ta quay đầu lại nhìn hắn, hắn như cũ là nửa điểm biểu tình không có, nhưng ta không dễ nhìn thấu tâm tư của hắn. Không cần. Ta trái lại cảm thấy có tất yếu, trong lòng ta là mang thích này ngoại lãnh tâm nóng nhị sư huynh có thể cùng hắn nhiều ở chung trái lại rất tốt huống hồ ta nếu như chiếu cố không chu toàn ra cái gì ngoài ý muốn chẳng phải đã thành có vi sư mệnh ta trấn an cười cười nhị sư huynh thả nới tâm là sư muội nghĩ muốn làm như vậy sư huynh thương hảo giữa sư muội đô hội dốc lòng chiếu cố nói xong ta liền đi lấy cơm ta bưng cơm trước cấp tam sư huynh kia tên tiểu quỷ đầu đưa đi thuận tiện nói cho hắn biết sau này không thể bồi hắn ăn, ta muốn đi bồi ta lý tưởng hình nhị sư huynh. Ha ha ha. Bởi vì tiếng quen phòng của hắn, cho nên ta không gõ cửa liền tiếng. Vừa vào cửa ta liền cảm thấy ta bất gõ cửa liền tiếng, là một bao nhiêu sáng suốt quyết định. Bởi vì tam sư huynh không có kéo mành, liền quan trên thân ngồi ở trên giường chỉnh lý hắn băng vải, chính diện đúng lúc là hướng về phía ta phương hướng. Tam sư huynh bạch làn da, cộng thêm hai điểm phấn hồng nổi lên thật sâu kích thích ta thị giác hệ thống, ta trong nháy mắt liền cảm giác trong lỗ mũi có một luồng hơi nóng vọt lên, ta biết ta muốn chảy máu mũi. Mặc dù không cam lòng, ta còn là ngẩng đầu lên để tránh ta máu mũi lưu lại. Lúc này, ta nghe thấy tam sư huynh chu lên. Ngươi tại sao không gõ cửa liền tiến vào? Lưu manh. Ta dừng lại máu mũi lại nhìn hắn, đã phi thượng y phục, đáng tiếc a, à, nhưng nhìn hắn khí mặt đỏ rần mặt, ta vội vàng bồi cười nói tam sư huynh ta không biết ngươi ở thay quần áo a à, ngươi yên tâm ta cái gì còn chưa có thấy rõ ràng thời gian liền ngửa đầu không nhìn lần sau ta vào cửa nhất định gõ cửa đừng nóng giận sinh khí thương thân thể sư muội hội hùng ta nói đem cơm cho hắn dọn xong nhìn hắn rõ ràng có một chút ngôi giận bộ dáng tên tiểu tử này chính là dễ dụ ngươi hôm nay thế nào trễ như thế mới tới ta đều nhanh chết đói xem ra thực sự là đói bụng, hắn vừa mới nói xong cũng bắt đầu hải tắc, trái lại không có bình thường quy củ ăn cơm bộ dáng. Tam sư huynh, mới vừa rồi là làm chi đâu? Hắn vừa thoạt nhìn giống đổi dược bộ dáng, đại sư huynh không phải hội đúng hạn thay hắn đổi sao? Không phải là lại chính mình đem vết thương lộng phá đi. Buổi sáng đại sư huynh lên cho ta dược hệ được thật chặt, ta lại không dám nói, vừa nghĩ chính mình buông ra một chút. Hắn nói ánh mắt còn có chút long lanh nước. Hừ. Đại sư huynh hệ được ngay không dám nói, nếu như ta cho hắn lộng liền dám nói. Nửa điểm không thoải mái liền với ta hô to gọi nhỏ. Còn nhỏ tuổi chính là cái điệu bộ. Nhưng nhìn hắn này đáng thương bộ dáng, ta còn là hùng hắn. Có muốn hay không giúp ngươi tùng tùng? Không cần, ta vừa chính mình chuẩn bị cho tốt. a à, sư muội ngươi cơm đâu? Hắn nhìn thấy ta chỉ đưa tới hắn cơm hiếu kỳ hỏi ta. "Nga, ta không thể cùng ngươi ăn, nhị sư huynh bị thương, ta thụ lệnh của sư phụ muốn chiếu cố hắn, sau này ngươi liền chính mình ăn đi. Nếu không ngươi liền cùng sư phụ đại sư huynh cùng nhau ăn đi, ngươi phía sau lưng thương không nên ảnh hưởng ngồi ăn cơm đi." "Cái gì? Nhị sư huynh sao có thể bị thương?" Nhị sư huynh kêu sợ hãi, mang theo không thể tưởng tượng nổi biểu tình ta, đem chuyện đã xảy ra cho hắn nói một lần. Hắn hoài nghi nhìn ta. Nhị sư huynh hội bởi vì hắn không nhìn được khí tức của ngươi mà động thủ thương ngươi. Theo ta được biết, nhị sư huynh theo không dễ dàng động thủ đã thương người, trừ phi hắn cảm giác người kia chưa quen thuộc thả có ác ý mới sẽ động thủ đã thương người. Tiểu tử này cũng có như thế tinh thời gian, ta lúc đó là muốn dọa dọa hắn tới. Ta khụ một tiếng, nói dù sao sự tình chính là như vậy ngươi yêu tin hay không đi ta muốn đi chiếu cố nhị sư huynh nói xong ta liền bước nhanh đi rồi nghe thấy tam sư huynh ở phía sau mắng to không lương tâm nói chuyện không tính toán gì hết thật không biết hắn vì sao mà lại nhượng ta bồi hắn ăn sư phụ cùng đại sư huynh là bày biện sao thiết người người đô yêu nô dịch ta ta lại bưng hai phân cơm tiếng nhị sư huynh phòng nhị sư huynh còn là ngồi ở đó cái ghế thượng đẳng ta, tự hồ là không động quá bộ dáng. Ta đem thức ăn dọn xong, hôi thường thân thể thiếp đem chiếc đũa dao cho trong tay hắn, ôm nhu nói. Nhị sư huynh, có thể ăn. Nhị sư huynh chỉ là nhận lấy chiếc đũa cái gì cũng không nói, biểu hiện trên mặt biến cũng không biến. Lộng được ta cũng không biết nên nói cái gì, đành phải ngồi xuống chuyên tâm bát cơm. Ta kinh thấy trong bát có ta ghét nhất ăn rau dưa, Nhãn Châu xoay động liền có chủ ý, làm thuận nước dông thuyền cấp nhị sư huynh được rồi. Ta làm ra phi thường chi dễ thân biểu tình, cấp ta ghét ăn thái bỏ vào nhị sư huynh trong bát. Nhị sư huynh, ngươi bị thương này thái có dinh dưỡng ngươi ăn nhiều một chút, ngươi yên tâm này đó ta còn không động quá đâu. Rất sạch sẽ. Nói xong cũng không dám nhìn hắn kia diện vô biểu tình mặt, rất sợ một chục dạ lộ hãm. Một lúc lâu, nghe thấy nhị sư huynh thanh âm trầm thấp truyền đến cảm ơn sư muội, ta vội vàng trả lời, bất cảm tạ với không cảm tạ, hẳn là lần sau ta không thích ăn còn có thể đưa cho ngươi, yên tĩnh ăn cơm xong, ta yên tĩnh thu thập bát bàn, cùng nhị sư huynh nhìn nhau không nói gì, nhị sư huynh đúng là quá nặng muộn, ta cùng hắn không quen, cũng sợ không cho phép hắn tính tình, không biết nên nói cái gì, như bây giờ nhìn nhau không nói gì xác thực là lúng túng a. À ta muốn tìm một ít chuyện làm, đánh vỡ trầm mặt mới được. Lén lén quan sát này nhị sư huynh, ý đồ phát hiện một chút manh mối. Mắt ngắm đến chân của hắn thượng, liền có chủ ý. Ta đứng lên, phần phật lạp ra cửa, chạy thẳng tới sư phụ gian phòng. Sư phụ vừa nghe ta là cấp nhị sư huynh lấy thuốc tới, lập tức tìm lớn lớn nhỏ nhỏ vài bình dược cho ta, trước khi ra cửa còn dặn ta nhất định phải hảo hảo chiếu cố nhị sư huynh ta hoài nghi sư phụ thế nào đối nhị sư huynh tốt như vậy lập tức ta trong đầu tạo thành một nhiều giác yêu phúc hắc đại sư huynh thích sư phụ thế nhưng sư phụ lại đối chiếu cố hắn cẩn thận đại sư huynh tâm sinh ra e ngại ngược lại đối diện lãnh tâm nóng nhị sư huynh tình hữu độc chung nhưng thực nhị sư huynh thích anh tuấn thả có đảm đương làm hắn tôn kính đại sư huynh tam sư huynh trẻ người non dạ yêu thích xuyên nữ trang đến câu dẫn hắn mổ cái sư huynh hoặc sư phụ lại không biết bọn họ đô lòng có tương ứng. Cuối cùng trải qua các loại tình tiết khúc chiết, bốn người bọn họ quyết định 4 p. Lúc này, ta không thể không bội phục chính mình sức tưởng tượng. Thế nhưng nếu như kết cục là ta thu phục bốn người bọn họ, ta sẽ cảm thấy đó là một đại hỷ kịch. 4 p kết cục với ta mà nói là một bi kịch, bởi vì ta chỉ có thể là của bọn họ nhóm lửa nha đầu. Ô hô! Ở đường của ta tư loạn nghĩ trong, ta đã về tới nhị sư huynh gian phòng. Lúc này, nhị sư huynh đã dựa vào ở trên giường đọc sách. Hắn thấy ta tiến vào, hỏi: "Sư muội, ngươi tại sao lại đã trở về?" "Lại cái gì lại a, à, ta không có ý định đi a." À? "Nhị sư huynh, ta đi thay ngươi cùng sư phụ muốn tiêu sưng dược đến đến đến." "Sư muội cho ngươi bôi thuốc." Nói xong, ta một mông ngồi ở hắn trên giường, thân thủ liền muốn thoát hắn bít tất nhị sư huynh thấy tình trạng đó đuổi vội vàng nắm được tay ta. Sư muội ta tự mình tới là được rồi. Sư huynh ngươi nghỉ ngơi thật tốt. Sư muội đến. Sư muội ta sẽ rất dịu dàng. Hắc hắc. Những ngươi tới còn còn gì nữa? Ta còn muốn mượn cơ hội đến cái đâu? Sư muội, này không hợp lý, ta tự mình tới liền hảo. Ta không như tay hắn kính đại liền bị đẩy ra. Cuối, ta còn là không lay chuyển được nhị sư huynh hậm hực hờn dỗi buông tha được rồi tây giang không được ta thị giang nhị sư huynh ở ta nhìn chầm chầm dưới con mắt thủy chung không có tiếp theo bộ động tác nhìn trong lòng ta này sốt ruột a à, nhị sư huynh lỗ ống quần a à, lộ ra ngươi chân thon dài cho ta xem a à. sư muội ngươi nếu là có trước đó đi bận đi nhị sư huynh không có nhìn ta liền nói như thế đuổi ta đi không có cửa đâu. Nhị sư huynh, ta không có chuyện a, à, ta duy nhất chuyện chính là cẩn tuân sư mệnh chiếu cố ngươi a. À. Thấy hắn nghe ngẩn đầu nhìn ta, ta vô tội nháy nháy mắt. Nhị sư huynh thở dài, cảm giác là tránh không khỏi bị ta xem vận mệnh. Chân chi khởi đến, vén nổi lên một chút ống quần, bắt đầu chính mình bôi thuốc, chỉ là lau thuốc mỡ ở mắt cá chân địa phương nhu. Nhị sư huynh, ngươi thế nào như thế bất chuyên nghiệp đâu ngươi hẳn là đem quần cởi ra. Hảo hảo kiểm tra hạ nơi khác có bị thương không địa phương. Sau đó tay theo mu bàn chân vẫn mò lấy bắp đùi, chân thon dài theo động tác hơi nâng lên a, sau đó lui người thẳng, không nâng bôi thuốc, bán lộ, a, không đúng. Bình ngực bán lộ, nhưng ta nhìn thấy ngươi hai tiểu điểm đỏ a. Nghĩ như vậy, ta liền ló đầu nhìn nhìn nhị sư huynh ngực chỗ đó. Dựa vào. Bên trong còn xuyên một tầng coi như là thực sự không lưng, ta cũng cái gì đô nhìn không thấy. Nhị sư huynh thật là không có tư tưởng. Không biết vì sao, gần đây ta có một chút táo bạo. Hiện tại càng bốn Mỹ Nam mỗi ngày ở trước mặt ta hoảng, mỗi ngày là không dám sờ cũng không dám nhìn, khiến cho trong lòng ta bực bội vạn phần A, cốt xấu xuyên việc tiền, ta mặc dù không đuổi tới ban nhị xuất, thế nhưng trên người hắn thật đúng là không có ta chưa có xem qua không sờ qua địa phương cụ thể thủ đoạn ta đừng nói. Nhân gia cũng sẽ không có ý tứ. Tới cổ đại, này ba sư huynh người người biết võ công, thật đúng là không tốt làm. Liền một sư phụ không thể nào, vẫn không thể đại nghịch bất đạo. Ai? Ta xuất thần lúc này, nhị sư huynh đã tốt nhất thuốc, đem ống quần cũng buông xuống, bít tất cũng mặc vào. Trong lòng ta bất bình a à, ngươi một người nam nhân như thế bảo thủ làm chi? Nhận ta thị gian một chút cũng không được khác người hừ sư muội ngươi không phải muốn biết chữ sao đi đem thư lấy đến được không thừa dịp lúc này ta dạy cho ngươi hảo thế nào không tốt ta cũng đang hảo ra mát mẻ một hồi cô nam quả nữ cùng ở một phòng không thể củi khô lửa bốc gì lăn qua lăn lại người ta trở về phòng lấy thư vừa vặn đụng tới đại sư huynh nhìn hắn đeo cái khuôn muốn ra cửa bộ dáng đại sư huynh ngươi đây là đi đâu a à? đại sư huynh nghe tiếng quay đầu lại nhìn ta ta muốn xuống núi đi thải mua vài món đồ buổi trưa khả năng cũng chưa về buổi trưa ngươi đem còn lại cơm nóng hạ đưa đi cấp sư phụ nhị sư huynh ngươi tam sư huynh bọn họ ăn xuống núi a à, ta có phải hay không cũng có thể xuống núi đi chơi ngoạn nói ta xuyên việc đến lâu như vậy đều là ở này trong núi sâu một mẫu ba phần chuyển động thời đại này chân chính bộ dáng còn chưa có xem qua đâu. Ta cấp cấp theo đại sư huynh nói. Đại sư huynh, ta cùng đi với ngươi đi. Nói xong, trong mắt tràn đầy chờ đợi quan mang. Đại sư huynh nhìn nhìn ta. Ngươi này cầm thư, nguyên bản là muốn đi đâu? Nga. Nhị sư huynh muốn dạy ta biết chữ, nhượng ta lấy thư đi. Đại sư huynh lĩnh ngộ gật gật đầu. Vậy ngươi muốn cùng nhị sư đệ học chữ đi đẳng học xong ta lại mang ngươi xuống núi nói xong không quay đầu lại đi rồi xuống cái núi còn muốn học cái gì tự a căn bản là không muốn mang ta ra ngoạn mà thôi không phải là nhận cái tự sao lấy ta ở hiện đại nhiều năm như vậy học tập kinh nghiệm này còn học sẽ không ta trở lại nhị sư huynh trong phòng nhị sư huynh cầm thư từng chữ từng chữ chỉ vào niệm cho ta nghe ta nghĩ này phải bao lâu mới có thể học được a à, huống hồ hắn niệm một bên ta cũng không nhất định có thể nhớ kỹ cuối cùng ta quyết định đem hán ngữ bính âm này một vĩ đại phát minh dạy cho hắn ta lại là chuyển bàn lại là trải giấy mài mực hoa vừa lên buổi trưa đem hán ngữ bính âm giáo cho hắn muốn nói nhị sư huynh ngộ tính thật đúng là cao chỉ dùng vừa lên buổi trưa đi học thông hơn nữa hắn cũng như sư phụ như nhau không có đại sư huynh kia cường đại lòng hiếu kỳ hỏi ta là làm sao biết điều này. Đồng thời, ta cũng quyết định một việc. Ta kế tiếp phát minh nhất định phải là bút chì. Chương 17 Lần, ngươi cô cô đâu? Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Buổi trưa, ta cần cần cù và thật thà khẩn đem cơm nóng, ai cái đưa qua. Càng lúc càng ta cảm giác xuyên qua được thật ra là cho người ta làm người hầu. Mặc dù rất muốn xuống núi đi xem một chút, nhưng mà lại ta lại phân rõ không rõ phương hướng không có cách nào một mình xuống núi chỉ cầu đại sư huynh sẽ có một ngày có thể làm cho ta xuất sơn vui đùa một chút đi ta cấp sư phụ đưa đi sư phụ nói ngươi thế nhưng cấp nhị sư huynh ngươi tốt nhất thuốc ta đáp nhị sư huynh không muốn giả người khác tay chính mình thượng dược sư phụ thở dài phất tay áo ta đi ta cấp tam sư huynh đưa đi tam sư huynh nói sư muội ngươi không lương tâm thấy sắc vong nghĩa qua cầu rút ván tỉnh lược các loại cùng loại thành ngữ ta thở dài tam sư huynh ngươi làm chi cố này ăn cơm làm cho người ta bồi đâu ngươi chỉ là bị thương bối hẳn là có thể cùng sư phụ sư huynh bọn họ cùng nhau ăn tam sư huynh giận ngươi biết cái gì với ngươi ăn ta có thể giáo huấn ngươi cùng sư phụ cùng sư huynh ăn chỉ có thể là ta bị giáo huấn. Ngươi không có tới trước, bọn họ mỗi ngày đô nhắc tới ta, phiền chết. Ta kinh, thì ra là thế, ta đi. Ta cấp nhị sư huynh đưa đi, nhị sư huynh nói. Ta. Ta. Ta hỏi. Nhị sư huynh ngươi có cái gì khó nói chi ẩn sao? Ta sợ dĩ hỏi như vậy, là bởi vì nhị sư huynh không lộ vẻ gì trên mặt trước cuộc xuất hiện quẩn sắc. Nhị sư huynh đáp: sư muội, ngươi có thể cho ta tìm một trường một chút gậy gộc đến sao? Ta hỏi. Nhị sư huynh, ngươi muốn đi đâu? Ta đỡ ngươi cũng được, trong nhà dài nhất một cây gậy chính là hỏa trong phòng nhóm lửa dùng kia căng, đã hắt ngươi vừa sờ liền một tay đen. Nhị sư huynh tự hồ là ở làm đấu tranh tư tưởng, một lúc lâu rốt cuộc đạo. Ta nghĩ như xí. Như xí. Ta còn tưởng rằng là có gì đáng ngại chuyện đâu một đại nam nhân nói này còn ấp a à ấp úng, đáng đời nghẹn chết ngươi a. À. Ta không nói hai lời nâng dậy hắn đi hướng nhà vệ sinh, đỡ tới cửa nhị sư huynh khăng khăng chính mình đi vào. Thật là, làm sao ngươi biết ta nghĩ trộn xem ngươi. Ta phiên cái bạch nhãn, trạm chờ ở cửa, này kiếm vất vả bất lấy lòng. Liếc mắt nhìn cũng không được. Sư muội, ngươi có thể trạm xa một ít sao? Bên trong truyền đến đại sư huynh có chút ẩn nhẫn thanh âm nga ta đáp hoàng mại một bước sư muội có thể xa hơn chút nữa sao nga ta đang di động một bước sư muội được rồi được rồi Điệt kêu ta đến phụ cận đi dạo nhĩ hảo gọi ta nói xong ta liền đi hừ ngươi nghĩ rằng ta yêu nghe cầu tiêu vị a à, đi thì đi ta này còn chưa có ăn cơm đâu liền trước bồi hắn đi một chuyến cầu tiêu hảo khẩu vị cũng bị mất nếu không phải là muốn sờ sờ ngươi eo nhỏ ta mới không đến một chuyến này đâu nói nhà vệ sinh bên này rất xa lân một sông nhỏ bên cạnh thì có cái rừng cây nhỏ đến bên trong đi dạo đi thấp dầu này phiến trong rừng cây nhỏ thật nhiều đẹp hoa a à, có muốn hay không trích trở lại loại trong viện trong lòng ta thoáng qua cái ý niệm này nhưng rất nhanh bị chính ta bác bỏ Nguyên nhân có nhị. Thứ nhất, ta nếu như loại ở trong sân, xử lý hoa nhiệm vụ phi ta đừng thuộc, nhàn rỗi không có việc gì cho mình thêm sống kiền a, à, ta đây không phải là ngốc chính là nhị. Thứ hai, có lần trước hồng lĩnh quả việc, ai biết này hoa có độc không có độc, xem ra nhận tự sau này muốn xem thật kỹ nhìn sách thuốc, này cổ đại cỏ dại mọc thành bụi, bất biết cái gì thời gian bị độc còn không biết chết như thế nào đâu. Ta một bên hát Ven đường hoa dại ngươi không muốn thải thải một bên đi bộ ở trong rừng cây nhỏ. Lúc này, ta nghe thấy. Ô ô ô thanh âm. Ai? Là cái nào thập giai mê ca nhạc, nghe ta ca đô nghe khóc. Ta nhất định phải tìm ra. Nói cái gì cũng muốn tống hắn cái tự tay viết ký tên. Ta theo thanh âm tìm, nhìn thấy một mảnh nhỏ bụi cỏ đang rung động. Ta mấy bước chạy tới, Nguyên lai là một cái xám xịt tiểu cẩu tể ở ô ô gọi, nước mắt tựa hồ hàm lệ, đang hết nhìn đông tới nhìn tây, nhìn thấy ta lập tức với ta nhe răng nhếch miệng khởi đến. Ta này tâm trong nháy mắt qua lạnh qua lạnh. Còn tưởng rằng tha hương gặp bạn cố tri đâu. Nguyên lai là con chó nhỏ tể tìm mẹ. Thử cái gì thử. Trăng sữa còn chưa có trường đủ liền thử thử. Ngươi xem ngươi nhìn xấu như vậy. Xám xịt bẩn thiểu, mẹ ngươi khẳng định bởi vì sinh ngươi quá thật mất mặt, không muốn ngươi. Này con chó nhỏ tể nghe ta nói như vậy thử thử được lợi hại hơn. Thấp dầu. Ngươi còn không tin phục. Lại thử thử lão nương liền đem đầu ngươi chụp ngốc. Nói ta giơ tay lên làm bộ muốn đánh nó đầu. Tiểu cẩu tể thấy tình trạng đó dùng nó kia hơi dài một chút răng sửa miệng cắn tay ta một chút, sau đó nâng mông liền chạy. Xem nó siêu siêu vẹo vẹo, không học được đi liền chạy bộ dáng, chọc cho ta cười ha ha. Tiểu cẩu tể. Chạy đi đâu? Ta mại một bước, liền đè lại nó, kẻo kẹt nó bụng nhỏ. Này con chó nhỏ tể vẫn dùng nó miệng đuổi theo tay ta cắn, so với chúng ta lưỡng ai động tác mau. Mặc dù con chó nhỏ này tể răng sữa mới nhìn một điểm, nhưng bị nó cắn còn rất đau. Này cổ đại không có cùng khuyển vắc xin phòng bệnh ta còn là cẩn thận chút hảo, ta không cùng nó đùa, nắm lên nó phía sau lưng da, mang theo nó liền hướng đi trở về. Tiểu cẩu tể, theo tỷ tỷ đi. Sau này bảo ngươi có ăn có uống, đẳng đem ngươi dưỡng phì, ta là có thể ăn một qua đông thịt chó. A, à, ta thế nào cảm giác thủ hạ lộn xộn tiểu cẩu tể ngừng một chút. Khi ta trở lại lúc, nhị sư huynh đã ở nhà vệ sinh cửa chờ ta, chắc hẳn là đợi có chút thời gian, nhưng nhìn thấy ta trở về cũng không nói gì. Nhìn nhìn nhân gia nhị sư huynh chính là thiếu nói thiếu ngữ hảo tính tình không yêu hạch hỏi. Nhị sư huynh ngươi xem. Ta lựa một con chó nhỏ tể. Sau này có thể trong cửa dùng. Ta cười hắc hắc đem tiểu cẩu tể cho hắn nhìn. Nhị sư huynh nhìn nhìn tiểu cẩu tể, thân thủ cẩn thận từng ly từng tí ôm quá khứ. Kỳ. Vừa còn lộn xộn tiểu cẩu tể tới nhị sư huynh trong lòng liền thành thật, còn làm nũng cọ cọ nhị sư huynh ngón tay, lại nhìn nhị sư huynh một bộ từ mẫu hình tượng. Không đúng, từ phụ hình tượng. Không lộ vẻ gì mặt lúc này lại rất nhu hòa. Ta nổi giận. Chó này thằng nhãi con tuyệt đối là chỉ mẫu. Tự nhiên dám nhìn trộm ta nhị sư huynh. Lấy chính mình tuổi tác, chủng loại, hình thể thượng ưu thế chiếm ta nhị sư huynh tiện nghi. Ta thân thủ liền theo nhị sư huynh trong tay đem tiểu cẩu tể sách qua đây. Con chó nhỏ này tể ly khai nhị sư huynh ôm ấp, liền bắt đầu nhe răng nhếch miệng lộn xộn một mạch ta cho nó đầu một cái tác liền thành thật, ta nhìn nhìn nó sinh thực khí quan vị trí có một tiểu đệ đệ, là công cẩu A, hội làm cơ công cẩu. Vậy càng không được. Ta đang nghĩ ngợi, nhị sư huynh theo trong tay ta cướp đi tiểu cẩu tể, có chút quở trách nhìn ta. Sư muội, ngươi tại sao có thể đối tiểu sinh linh như vậy thô lỗ? Nhị sư huynh như vậy thật đúng là cùng kiên cường bề ngoài không quá phù hợp. Ta vội vàng cười làm lành. Hắc hắc, lần sau sẽ không. Nhị sư huynh chúng ta trở về đi. Thế là, nhị sư huynh ôm cẩu tể, ta đỡ nhị sư huynh hồi trong phòng. Lúc ăn cơm, khi con chó nhỏ tể còn đang nhị sư huynh trong lòng ngấy oai, nhị sư huynh ăn đông tây, tùy ý kia con chó nhỏ tể dở trò, kia con chó nhỏ tể vậy mà ở nhị sư huynh giữa hai chân vị trí đạp đến đạp đi. Thấy ta hảo nghĩ hóa thân làm cẩu, ngấy chết ở nhị sư huynh giữa hai chân ta đây là đang nói gì đấy. ta không thể bởi vì nội tâm thú tính quá, liền buông tha cho làm người cảm giác về sự ưu việt. sẽ có một ngày, ta nhất định phải dùng tuyệt đối tính ưu thế áp đảo thân cường thể tráng nhị sư huynh. vì kết hôn chỗ đăng ký đưa đi bạc. vì quốc gia kế hoạch hóa gia đình sự nghiệp làm cống hiến. bảo đảm ưu sinh ưu dục chỉ sinh một thai. kiên trì đảng chính sách cùng hiệu triệu. sư muội ngươi đang suy nghĩ gì? thái đô rụng ở trên bàn. Nhị sư huynh thanh âm đem ta theo y lý kéo ra ngoài. Ngạch! Thật đúng là rụng đến trên bàn. Không thể bởi vì một cây thái để ta trên lưng lãng phí thức ăn tên. Bởi vậy ta quyết định đem này căng thái cho chó ăn. Có cậu là một cái như vậy chỗ tốt, thái rất không cần sợ, có cậu sau đó đâu. Ta đem rụng đến trên bàn thái xốc lên đến, tiến đến tiểu cậu tể bên miệng. Cậu bảo bảo, đến ăn đi ăn thật ngon này con chó nhỏ tể nghe nghe liền quay đầu mở làm một con chó vậy mà kiên ăn ta nuôi ngươi có ích lợi gì ta đang nghĩ ngợi có muốn hay không nhét vào nó trong miệng liền nghe nhị sư huynh nói sư muội nó răng sữa còn chưa có trường hảo đâu tại sao có thể dùng bữa đâu ngươi một hồi uy nó chút nước uống đi thật đáng thương nhỏ như vậy liền rời đi mẹ nói sờ sờ tiểu cẩu tể lông xù đầu khi con chó nhỏ tể còn phối hợp tội nghiệp ô ô mấy tiếng, nhìn ta lúc thật là tàn bạo. Ta đi. Ta muốn nghiệm DNA. Chó này thằng nhảy con có phải hay không đại sư huynh con riêng? Nhỏ như vậy cứ như vậy tin. Ta lại nhìn nhị sư huynh, nhìn tiểu cẩu tể vẽ mặt nhu tình. Nhị sư huynh ngươi người này thế nào như vậy đâu? Đối một cái súc sinh ôm nhu như thế, đối với người lại lạnh lẽo vắng vẻ, cũng ta đối với ngươi tốt như vậy chẳng lẽ là ngươi kỳ thực đối với nhân loại có thành kiến, hoặc là ngươi bản thân là gì miêu tin người, quân tin người. Đến. Những sư muội ta sờ sờ ngươi chân thân. Giữa lúc ta sẽ đối nhị sư huynh mưu đồ không tốt lúc, nhị sư huynh cửa bị đạp ra. Hai người các ngươi làm gì đó. Đều không đi tìm ta ngoạn. Một mình ta buồn chán tử. Nghe thanh âm này không cần quay đầu lại cũng biết là tam sư huynh tiểu tổ tông. Tam sư huynh, ngươi thương được rồi sao? Này tiểu tổ tông vừa rồi còn nằm bò trên giường nằm bò rất, lúc này là có thể xuống giường đạp môn. Đã sớm kết vẫy. Chính là nửa người trên cũng không rất như thường, không có chuyện gì. a à, này là ở đâu ra tiểu cẩu? Tam sư huynh vẻ mặt kinh ngạc nhìn thấy nhị sư huynh trên đùi tiểu cẩu, chạy tới đã nghĩ ôm lấy đến vui đùa một chút, ai biết con chó kia với hắn đạn độ cùng với ta như nhau, Nghe răng nhếch miệng không cho tam sư huynh bính nó, tam sư huynh sợ đến lập tức đem tay rụt trở lại. A, à, ta còn tưởng rằng này con chó cùng ta như nhau thích Mỹ Nam đâu. Xem ra là chọn người. Vậy nó vì sao như vậy thích nhị sư huynh mà không thích tam sư huynh đâu. Người đều nói tiểu động vật có thể phân biệt nhân tính có hay không thuần lương, ta cùng tam sư huynh đô không quá quan. Này tiểu thối cẩu thằng nhãi con cùng kia khỏa thành kiến lão cây đa như nhau bất nhận người đại thấy. Mặc dù ta là cái tư tưởng thượng nữ lưu manh, nhưng dầu gì cũng là một trên thân thể thuần khiết nương A, hồng hộc. Này là ở đâu ra tiểu cẩu A, như thế hung. Thật đáng ghét. Tam sư huynh cao mày, vẻ mặt khó chịu. Tay ta tiện nhặt được, bây giờ nhìn thật hẳn là văn ra. Thật đáng ghét. Ta cũng hung thần rất ác nhìn tiểu cẩu tể muốn nhặt nên nhặt cái dịu ngoan nhìn đáng yêu này đành phải xấu a à, thật đáng ghét tam sư huynh tiếp tục nói tam sư huynh ngươi yên tâm dưỡng phì ta liền đôn nó thật đáng ghét trường lớn như vậy còn chưa từng ăn thịt chó canh đâu thịt chó ăn ngon sao tam sư huynh trong mắt tản ra quan mang tò mò nhìn ta nghe nói ăn rất ngon trong mắt ta cũng tản ra quan mang Tiểu Cẩu Tể ở nhị sư huynh trong lòng rung lên, đôi mắt nhỏ điềm đạm đáng yêu. Nhị sư huynh lãnh nói đạo: "Hai người các ngươi sau này không được tới gần nơi này con chó nhỏ." Thế là, ta cùng Tam sư huynh trăm miệng một lời đạo: "Nhị sư huynh, chúng ta là nói đùa." Nhị sư huynh lúc này mới chuyển thành diện vô biểu tình bộ dáng. Muốn trước cho hắn khởi cái tên mới là "Ta". Nhị sư huynh nhưng nó gọi vượng tài đi. Tam sư huynh phỉ nhổ ta. Tục. Nhị sư huynh gọi tới phúc đi. Ta. Này càng tục. Gọi hắc hắc đi. Tam sư huynh phỉ nhổ ta. Tục. Còn ha ha đâu. Xem nó màu xám gọi hôi hôi đi. Ta. Này càng càng tục. Thế là, ta cùng tam sư huynh trước trùng ben. Nhị sư huynh cùng tiểu cẩu tể, một người một chó tức khắc hắc tuyến nhìn chúng ta, chỉ thiếu chút nữa mắt trợn trắng. Nhị sư huynh một tiếng quát. Tên ta thủ. Thế là, ta cùng tam sư huynh tỉnh, đồng thời nhìn về phía hắn. Nhị sư huynh suy nghĩ một chút nói. Chúng ta thu dưỡng nó, chính là làm lại bắt đầu, qua lại không truy xét. Như vậy, đã bảo nó lần đi. Tam sư huynh hô to hảo, mà ta xì một tiếng bật cười, ta lúc đó thực sự muốn hỏi lần, ngươi cô cô đâu? Kết quả là, trong núi thêm một con tên là lần cẩu. Chương 18 Dẫn sói vào nhà Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Ngày hôm sau, thần Chính ngủ được mơ mơ màng màng liền nghe thấy gian ngoài truyền đến thùng thùng tiếng gõ cửa, lật lật thân, thật sự là bất muốn rời giường. Hôm qua đại sư Huynh không ở, thật là thực sự là mệt chết đi được ta, chuyện gì đều phải ta làm, còn muốn chiếu cố hai bệnh nhân một đồ lười, muốn chết a. À. Bên ngoài tiếng đập cửa việc diễn việc liệt, ta bịt kính chăn tiếp tục làm co đầu rút cổ trạng, nhượng lão nương thanh tịnh một ngày có được không a? À, hảo nương hôm nay muốn bãi công. Lúc này, tiếng đập cửa rốt cuộc đình chỉ, lần này rốt cuộc đi rồi đi. Ta thở ra, chính phải buông lỏng tiếp tục lúc ngủ, chỉ nghe phanh một tiếng, sợ đến ta một giật mình, ngay sau đó ta mai rùa liền bị sốt lên, cuộn mình trạng ta nhìn một cái không sót gì. sư muội, rời giường nấu cơm. đại sư huynh còn chưa có trở lại đâu, ta đều muốn chết đói. này âm thanh trong trẻo tiếng huyên náo khởi đến thực sự là làm người ta phiền a, à. chỉ nghe thanh âm ta cũng biết là tam sư huynh tiểu tổ tông. này tiểu tổ tông thương được rồi có phải hay không? còn cho ta đạp môn. tam sư huynh có chút cấp bậc lễ nghĩa có được không? Nữ nhân gian phòng là ngươi có thể tùy tiện vào sao? Ta lật cái bạch nhãn, đứa nhỏ này thực sự không hiểu nam nữ thụ thụ bất thân có phải hay không? Tam sư huynh nghe khuôn mặt nhỏ nhắn bị lây vài tia đỏ ửng. Nếu không phải là ngươi tổng bất khởi, ai muốn ý tiếng phòng của ngươi a, à, nhanh lên một chút đi. Sư phụ cùng nhị sư huynh vẫn chờ đâu? Suy nghĩ một chút nhị sư huynh sắc đẹp thay cơm, không thể đem hắn chết đói a à, ta còn là nhịn một chút nổi lên đi thế là ta ngồi dậy bắt đầu thoát đi ngủ xuyên lộ áo sơ mi liền nghe tam sư huynh bên kia lại hô to tiểu gọi lên sư muội người nữ nhân này tại sao có thể ngay trước nam nhân mặt cởi quần áo lưu manh không biết xấu hổ nói xong cũng bưng e thẹn khuôn mặt nhỏ nhắn chạy ra đi khoan hãy nói nam nhân e thẹn bộ dáng thật là có mấy phần ý nhị a à? bất quá ta nói là ai không biết xấu hổ a à, sáng sớm xông vào nữ nhân khuê phòng ta thay quần áo cũng không biết cấm kỵ điểm bị ngươi xem là ta thua thiệt lớn có được không đến thành ta đùa dẫn lưu manh cái gì lý luận cốt xấu lão nương đây cũng là chính tông hai bánh bao lớn quên đi hảo nữ bất cùng nam tính toán rất rất ta hai bánh bao lớn xoay người rời giường làm cơm đi cũng vừa mới đi tới cửa, ta liền không thể không dừng bước. Hố cha a đây là. Tam sư huynh, ngươi xác định cùng với khẳng định ngươi thực sự bị thương sao? Nếu không phải là ta cho ngươi thượng quá dược, lấy ngươi sức của đôi bàn chân ta còn thật không tin ngươi bị thương. Bởi vì ta kia đáng thương cửa phòng đã bị hắn đá lung lay sắp đổ. Ta khó nhịn trong lòng cơn giận hỏa, hét lớn một tiếng. Phúc kia ô. Chỉ thấy ta kia cửa phòng đình chỉ lung lay sắp đổ ở tầm một tiếng hạ triệt để tán giá. Ta cố nén lửa giận, làm xong cơm sáng, trước cấp sư phụ đưa đi. Sau đó đi tìm tam sư huynh tính sổ, ai biết này tên tiểu quỷ đầu, vậy mà trốn được nhị sư huynh nơi nào đây, ngại với nhị sư huynh ở, ta không tiện phát tác, chỉ phải bưng cơm cùng bọn họ cùng nhau ăn, trong đầu nghĩ một hồi làm sao tìm được tam sư huynh tính sổ. Chờ một chút. Nhị sư huynh ngươi làm gì? ngươi vậy mà đem ta làm cho ngươi ái tâm cháo đã cho nhi kia chỉ hôi mau cậu ăn. Ta bên trong còn cố ý cho ngươi phóng đường A, ta vô cùng đau đớn thân thủ liền muốn đi đoạt chén kia cháo, ai biết lần kia chỉ hôi mau cậu phản ứng trái lại cấp tốc, lập tức dùng nó kia không trường đủ tiểu răng sữa cắn ta một ngụm, tay đứt ruột xót A, tức thì đau đến ta nhe răng nhếch miệng. Nhị sư huynh thấy, nói, sư muội chẳng qua là bác cháu, ngươi vì sao phải đoạt ngắm ngắm tam sư huynh cũng đang nhìn ta, ta cũng không thể nói, nói nên nói ta sai biệt đãi ngộ. Được. Uống liền uống. Nhị sư huynh. Ngươi thật là một không có phúc khí người. Tiện nghi này tiểu súc sinh. Ta hung hăng trừng mắt lần, nó lại ở nơi đó uống hạnh phúc, còn ngoắc ngoắc cái đuôi. Tiểu súc sinh. Ngươi cấp ta đang chờ. Ngươi bây giờ uống mỹ, chờ ta đôn thịt chó canh uống thời gian ta sẽ càng mỹ suy nghĩ một chút mỹ vị thịt chó canh trái tim của ta lại trong nháy mắt chữa khỏi. Ta ăn cơm. Cơm ăn đến phân nửa, nhị sư huynh theo bên người cầm quyển sách cho ta. Sư muội, ta đã cho ngươi chú hảo âm, ngươi như còn có vấn đề hỏi ta là được. A, à, một ngày liền chú hảo âm. Nhị sư huynh cũng quá thần tốc đi. Quyển sách này thế nhưng tương đương hậu, tương đương một quyển thanh hoa từ điển 2 phần 3 dày như thế. Ta hơi một phiên, quả thực từng chữ đô chú âm, liên lặp lại lời chú âm. Thông minh này thật là làm cho người hâm mộ ghen ghét. Liên quen thuộc quá trình đô tóm tắt, một ngày liền toàn bộ chú được rồi âm, dự đoán ta kêu hắn tiếng Anh không bao lâu là có thể xuất sư. Cảm ơn nhị sư huynh. Ta nên. Ta không khỏi lại ca ngợi, nhìn nhìn nhị sư huynh phong thái chính là hảo, tuyệt không kể công, tìm lão công liền muốn tìm như vậy bất tính toán chi ly suy nghĩ một chút đại sư huynh, đại sư huynh là một điển hình phản diện ví dụ. Các ngươi không cùng sư phụ cùng ăn, trái lại đến nhị sư đệ ở đây đến ăn. Ta kiếp sợ quay đầu. Đại sư huynh ngươi là tào tháo sao? Nhớ ngươi ngươi đã đến. Một hồi đến liền oán giận chúng ta ở đây làm tiểu đoàn thể sao? Ta trái lại muốn cùng sư phụ ăn, chỉ bất quá hắn lão nhân gia trong lòng chỉ sợ là mắt không thấy chúng ta vì tỉnh đi đại sư huynh giống như vừa mới vừa trở về gió bụi dặm trường chuyển một ghế tựa an vị ở bên cạnh ta từ trong tay của ta cướp đi bánh bao bắt đầu ăn khởi đến cường đạo a thổ phỉ a một hồi đến liền cướp ta lương thực ngươi thế nào bất lấy nhị sư huynh tam sư huynh bắt nạt ta một không có võ công không có thế lực yếu tiểu nữ tử ngươi tốt ý sao trong lòng ta bi thống vạn phần lại nghe đại sư huynh nói sư muội ngươi đi cho ta thịnh một chút cháo, bưng một chút thái đến. Ta xem hắn cười hiếp mắt bộ dáng, một ngụm bạch răng hoảng được ánh mắt ta đau, ta nhất quyết một dậm chân, ta đi. Ta vừa mới đứng dậy, liền nghe thấy lần ô ô ô thanh âm, ta quay đầu nhìn lại, lần chính hướng về phía đại sư huynh nghe răng nhếch miệng, đại sư huynh nếu như qua lần cửa ải này liền quá ma diệt thú tính. Đại sư huynh như vậy không có nhân tính, giả dối đến cực điểm người, tuyệt đối không phải là bản tính thuần lương người. Đại sư Huynh đã từng gặp Nhi sắc mặt phát lạnh hỏi. Đây là nơi nào tới? Đại sư Huynh hiện tại sắc mặt rất khó nhìn, ta thấy trạng khiếp đảm trả lời. Là ta nhặt được tiểu cẩu tể. Đại sư Huynh giận quá hóa cười. Ngươi cho rằng nó là cẩu tể. Nó là một cái sói. Gì? Sói? Ta đây không phải là dẫn sói vào nhà sao? ta còn ngốc bẹp chờ nó lớn đem nó ăn hiện tại như vậy vừa nhìn chờ nó lớn chớ đem ta ăn liền a di đà phật ta phát ra âm rung hỏi đại sư huynh vậy làm sao bây giờ a à? đại sư huynh nhìn ta dọa ngốc biểu tình thở dài vậy là ngươi từ nơi nào nhặt được ta vội vàng trả lời ngay nhà vệ sinh chỗ đó đại sư huynh tư nửa ngày đạo sau khi ăn xong ngươi cùng ta cùng đi thăm dò nhìn một chút Sói đều là kết bè kết đội, không có khả năng trống rỗng xuất hiện một cái tiểu sói con, nếu là có bầy sói theo mùi tìm tới nơi này, ngươi liền xông đại họa. Vừa nghe đại họa hai chữ, ta đã nghĩ vựng, ai biết này chỉ tính tình thối cẩu thằng nhãi con thật ra là con sói a, ta nhìn lần tức thì vừa muốn đem nó văng ra, đều là ngươi này chỉ tử sói nhà họa. Nhưng nhìn nhìn lại nhị sư huynh ôm lần vẻ mặt bất xá, ta cũng thở dài chỉ có này con sói con mới có thể làm cho nhị sư huynh có như vậy phong phú biểu tình ta không khỏi cũng tâm sinh thương tiếc đảo là hy vọng này con chó tể cùng nhị sư huynh mặc dù lúc trước bọn họ vừa gặp đã yêu nhượng ta cực kỳ khó chịu thở dài ta vừa quay đầu liền nhìn thấy đại sư huynh vẻ mặt tìm tòi nghiên cứu nhìn ta ta vừa biểu tình nên sẽ không đô rơi vào đại sư huynh mắt đi nếu như bị hắn nhìn ra ta nghĩ phao hắn sư đệ nhất định sẽ từ đó ngăn cản. Cho nên, ta thiểm. Đại sư Huynh, ta đi trước cho ngươi thịnh cơm. Nói xong ta liền chạy như một làn khói. Chương 19 Nhị sư Huynh là hiền lành, một. Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Dăm ba câu mộng cả đời quyển thứ nhất. Thân ở trong núi, củi mục lan trung sơ trưởng thành. Nhị sư Huynh là hiền lành, một chương 20 Nhị sư huynh là hiền lành, nhị Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Làm phiền sư muội giúp ta đem châm tuyến bố mang tới Nhị sư huynh thanh âm đem ta theo mạch suy nghĩ trung kéo lại Ta y theo chỉ thị của hắn tìm châm tuyến cùng giày vải vóc Sau đó rất tự giác chuyển ghế tự ngồi vào hắn đối diện này nhiều cơ hội khó có được a à, ta còn chưa có xem qua vũ đau lộng thương khốc nam xe chỉ luồn kim đâu hôm nay nhất định phải nhìn cái bản. Nhị sư huynh ở ta như ngọn đuốc dưới ánh mắt bắt đầu xe chỉ luồn kim thắt động tác hành văn liền mạch lưu loát, vừa nhìn chính là thường xuyên bính. Kia thành thạo thả bình tĩnh động tác không lừa được người. Nghĩ ta năm đó vá cái bít tất đô trác mười mấy động, cuối cùng còn đem bít tất vá thành chỉ có nhà ta bánh bánh, sủng vật cẩu, mới có thể xuyên đại tiểu. Từ nay về sau ta liền lập chí không thể đương một cần kiệm tiết kiệm hảo hài tử, khổ gì không thể khổ chính mình, bít tất phá lại mua, máu không có vài khối thịt mới có thể bổ trở về đâu. Tác giả hữu tình nêu lên. Hảo hài tử sinh không cần học nữ chủ. Lại nhìn nhị sư huynh như thế hiền thục. Như thế hiền lành. Là trọng yếu hơn là này tất cả là vì cho ta may rèm cửa. Trong nháy mắt có loại phu thê song song ảo giác. Này sau này nếu như thật thu nhị sư huynh, hạnh phúc ngọt ngào tiểu nhật tử nhưng liền không xa. Nhìn nhìn nhị sư huynh điện hình ta nửa người dưới tuyệt đối thiệt không được. Cho nên ta nhất định phải tăng thêm sức. Sớm ngày rút nhị sư huynh này căng đại củ cải. A à thật muốn vương ta này song tay, sờ sờ nhị sư huynh thon dài đốt ngón tay, sau đó khơi màu ta đa tình lại quyến rũ hai mắt phát ra đưa tình thu ba, với hắn nhẹ nhàng nói một câu. Tướng công vất vả không? Chúng ta trước ngủ một giấc đi. Sau, điện quan hỏa thạch giữa ta liền đem nhị sư huynh ngay tại chỗ tử hình. Sau, nhị sư huynh hai mắt đẫm lệ nhìn ta. Nương tử ngươi quá thô lỗ lộng biết dùng người da đau quá. Cuối, là ta ngửa mặt lên trời cười dài ba tiếng nhào tới lớn hơn nửa chiến ba trăm hiệp. Trận này tình yêu động tác phiến đi hướng vĩ thanh. Ha ha ha. Khi ta theo trong ảo tưởng phục hồi tinh thần lại thời gian, liền bắt đầu hung hăng nhìn nhị sư huynh cặp kia linh hoạt tay trong lòng tràn ngập, trát tới tay, trát tới tay. Thanh âm, nhị sư huynh trát tới tay ta là có thể chính đại quan minh kiểm tra, tốc độ nhanh lời còn có thể hút một hút, liếm một liếm. Tác giả, Ngươi đương hút thạch hoa quả. Nhưng sự thực là, thẳng đến ta trợn hai mắt đau nhức bắt đầu dụi mắt, nhị sư huynh vẫn không có xuất hiện cái gì tai nạn lao động. Sư muội nếu như mệt mỏi, có thể đi về nghỉ trước một hồi lại đến lấy nhị sư huynh đã cho ta dụi mắt là mệt nhọc bắt đầu khuyên ta hồi đi nghỉ ngơi nhìn nhìn bao nhiêu săn sóc nam nhân làm việc rất nhiều còn đang yên lặng quan tâm ta nhị sư huynh là thực sự là nam nhân tốt điển phạm khăn tay đâu khăn tay đâu ta muốn xoa một chút cảm động nước mắt lật nửa ngày tìm ra ta cái kia xin cậu bé bút chì đặt chủng khăn tay đến quên đi còn là biệt lấy ra bêu xấu dù sao cùng nhị sư huynh tay nghề so với ta người này vẫn có tự mình hiểu lấy. Không như nhượng nhị sư huynh cho ta làm khăn tay còn cấp đại sư huynh đi. Như vậy lại có mặt mũi làm việc gọn gàng. Hắc hắc. Thông minh như ta a, à, trước bợ đỡ hạ nhị sư huynh, làm cho hắn cho ta lấy ra khăn, nhị sư huynh, ta một chút cũng không mệt. Ngươi mệt mỏi không có. Ngươi mệt mỏi lời. Ta cho ngươi rót chén trà đi nguy hiểm thật. Thiếu chút nữa nói thành nằm xuống bị ta o ít ít đi. Ta nói xong không đợi hắn trả lời liền rót chén trà cho hắn bưng quá khứ, nhìn trên tay hắn nhàn bất khai còn cố ý thổi thổi cho hắn đưa tới bên miệng, nhìn ta bao nhiêu săn sóc tỉ mỉ. Mà nhị sư huynh lại không thừa ta đích tình, biệt quá đạo. Sư muội ta bất khác. Ai? Ta buồn bã thần thương A, à, nhị sư huynh không phải ta nói ngươi ngươi thế nào như thế không hiểu được biến báo đâu nhân gia bợ đỡ ngươi cũng không nhượng bợ đỡ thiết diện vô tư cho ai nhìn a à. chúng ta bây giờ nói như thế nào cũng là đồng nhất dưới mái hiên người muốn làm tốt cách mạng hữu nghị hôm nay ngươi giúp ta ngày mai ta giúp ngươi đại gia có đến có hướng hơn tốt ai ta đây không thể nói rõ nào có thuộc hạ hối lộ thượng cấp thời gian còn dạy đạo thượng cấp thế nào nhận hối lộ xem ra muốn hướng dẫn từng bước Hảo hảo chỉ đạo hạ nhị sư huynh giai cấp cách mạng tư tưởng, tác giả. Ngươi loại này giai cấp cách mạng tư tưởng còn là lưu cho mình dùng đi, không muốn dạy hư người ta. Ta buông chén nước, tiếp tục ngồi ở hắn đối diện, thác quay hàm làm tự hỏi trạng. Ta phải như thế nào chế định một thích đáng thả hữu hiệu phương án, chỉ đạo nhị sư huynh đi hướng chính xác cách mạng tư tưởng đường đâu. Nhị sư huynh võ công cao cường lại dễ nói chuyện, hiện tại xem ra còn có một thêm vào tay nghề, thu phục hắn nhất định là ta cổ đại cách mạng trên đường quan huy một khoảng, có thể vì ta sau này phấn đấu khởi một hảo mới đầu. Ta cứ như vậy nghĩ ngợi lung tung đến nhị sư huynh cho ta làm xong rèm cửa đuổi ta đi người. Ta phát huy ta uống ba tất lưỡi cấp nhị sư huynh hảo hảo khen một phen, hơn nữa biểu đạt ta nghĩ muốn cầu một tống một tâm tình, cầu cái khăn tay. Nhị sư huynh không nói hai lời, rất nhanh thả cẩn thận cho ta làm một tố mà nhã khăn tay. Được rồi. Hôm nay liền tới trước này, ca lại đến phao nhị sư huynh. Ta ôm Đông Tây hài lòng rời đi. Khi ta trở lại gian phòng, phát hiện trên giường hơn cái bọc. Hôm nay là lễ giáng sinh sao? Giáng sinh lão gia gia đến phát lễ vật. Ta mở ra bọc, phát hiện là mấy bộ y phục, đây là đại sư huynh nói hảo cho ta nữ trang sao? Đại sư huynh là thực sự là nói mà có tính còn mua cho ta nhiều như vậy kiện này sưng sao không biết xấu hổ nhưng khi ta nhìn kỹ này mấy bộ y phục mới biết đại sư huynh dụng tâm lương khổ, không phải hoa lệ lệ phiêu phiêu cổ trang tiên nữ váy, mà là một chút mặt vào đến hành động phương tiện khố trang. Vì để cho ta nhiều làm việc, váy cũng không cho ta xuyên. Hừ. Đại sư huynh thực sự là trước sau như một phút hắc. Cũng ta vừa rồi còn kích động một cái, cho là hắn cải tà quy chính. Ta tùy tiện đem y phục tắt tắt, bắt đầu treo rèm cửa đi. Bởi bản thân chiều cao không kịp môn, còn muốn chuyển cái ghế tựa, cửa này liêm trọng lượng ép tới ta thật sự là không tốt treo a, à, ghế tựa bị ta dẫm được xèo xèo tác vang tả hữu lay động. Xem ra chỉ đã hiểu có lỗ gia trúc kinh là không đủ, còn muốn luyện được cái tương đương điện hình, hoặc là trực tiếp cả nhị sư huynh. Nếu như nhị sư huynh hiện tại chân không bị thương thật tốt, nói vậy chúng ta còn có thể phu thê song song treo rèm cửa ta đang nghĩ ngợi một đôi tay thay ta treo được rồi rèm cửa ta quay đầu nhìn lại chính là đại sư huynh kia trương cười điện thần cộng phẫn khuôn mặt tuấn tú không được ta lại muốn bị mê hôn mê thân thể ta khẽ nghiêng đại sư huynh vươn tay lãm ta eo ổn định ta thân hình xem ra sư muội muốn nhiều làm một chút sống luyện một chút thể chất mới được lại mỹ mặt cũng không che giấu được đại sư huynh phúc hắc nội tâm vừa nghe thấy nhiều làm sống ta lập tức cảnh giác sư muội ta gần đây làm việc vẫn rất cần lao đây là bởi vì chiều cao không đủ cũng không phải là ta thể chế nguyên nhân đại sư huynh vi nhíu mày thì ra là thế như thế tiên thiên nguyên nhân xem ra chúng ta muốn nghiên cứu hạ có thể tăng cao dược sư muội còn chưa có nhận chữ tốt trong khoảng thời gian này ta là hơn cho ngươi niệm một chút sách thuốc nghe đi còn muốn ở trên nóc phòng niệm dù sao sư muội bọn ngươi nhị sư đệ thương được rồi là muốn học võ công Sư muội phải nhớ có thể hậu mỗi ngày buổi sáng muốn tìm ta nga. Nói xong khóe môi dơ lên, lại là kia đáng yêu lại đáng trách cười. Từ hôm nay trở đi thượng buổi trưa thì không thể đi phao nhị sư huynh, muốn vẫn cùng nham hiểm đại sư huynh vượt qua, thực sự là dày vò a à, cô hô. Ta hay là trước lấy lòng đại sư huynh đi, đỡ phải hắn sau này làm khó ta. Đại sư huynh, khăn tay ta đã làm được rồi, ta còn muốn tới một phát minh riêng cho ngươi lượng thân chế tạo. Qua mấy ngày ta liền hội làm tốt cho ngươi. Ta trước cho ngươi khăn tay. Nói xong ta liền toàn thân cao thấp thấp đào đào, nhất thời hồi lâu quên để chỗ nào, cho nên nói cổ đại y phục chính là phiền phức. Thật vất vả tìm được nhị sư huynh làm khăn tay, vội vàng cấp đại sư huynh hai tay dâng lên. Đại sư huynh nhìn nhìn khăn tay, lại không có nhận lấy đi, mà là không lưng nhặt lên thứ gì ta nhìn thấy đại sư huynh đem vật kia nhặt lên rung lên khai, lại là ta xin. Cậu bé bút chì. Đại sư huynh đó là của ta. Nói xong ta vội vàng thân thủ đi cướp, dù sao có nhị sư huynh cái kia khăn tay vừa so sánh với, ta cái kia hơi chút có chút thô chế đơn sơ. Mà đại sư huynh nghe giải quyết xong bắt tay khăn dương lên, tránh ra tay ta, sau đó thuận thế bắt tay khăn bỏ vào hắn trong ngực của mình. Đã đều là sư muội làm, ta phải cái này được rồi đại sư huynh này làm hảo ngươi phải cái này đi cái kia là cho chính ta tùy ý làm đại sư huynh tuyệt đối không phải chính ta làm tương đối khá ta mới cho nhị sư huynh ngươi làm mà là nhị sư huynh so sánh tượng khăn tay a à. đại sư huynh nhìn ta cấp thiết phải về bộ dáng khẽ gật đầu được rồi kia hai cái này đô cho ta đi nói xong trong tay ta này cũng cầm đi sau đó quay người đi người còn đối hóa đá ta phất tay một cái khăn sư muội ta chờ ngươi lượng thân chế tác nga tấm lưng kia rất tiêu sái bởi vậy ta lại một lần nữa khẳng định đại sư huynh thật là cầm thú ta đây là tiền mất tật mang a à.